trương 2760, hình thiên bàn, Tần Trần liền ngẩng đầu, liền thấy trước mắt xuất hiện đen kịt một màu thiên địa, đập vào mi mắt tất cả đều là hoang vu phế tích, thê lương, bỏ hoang, như là viễn cổ hồng hoang, chỉ là xem một chút, liền có một loại tâm linh bị cảm giác chấn động. Các loại khí tức thần bí ở chỗ này oanh nhiễu, mang theo hoang cổ, viễn cổ, thái cổ khí tức, có một loại chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, quả thực so với Diêm La bí cảnh chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như hoang cổ phế tích rõ là xa cổ một cái bộ lạc di tích nói, như vậy nơi này đã từng. Ít nhất là một cái thánh chủ cao thủ đạo trường, tần trần trong lòng rét thầm, nơi này khí tức, so diêm la bí cảnh chắc chắn mạnh hơn, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thế lực di tích. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khó trách nguy hiểm như vậy trọng trọng, bị tử linh vực người làm thành là cấm địa. Chư vị, đều cẩn thận một chút, tiến nhập nơi này, chẳng khác nào tiến nhập hoang cổ phế tích, bất quá, hiện nay nơi này chỉ là hoang cổ phế tích ngoại vi, đối với chúng ta cái thế thiên thánh tạm thời không có quá nhiều đe dọa, muốn đi vào chỗ sâu, còn phải phi hành mấy ngày mới có thể tới đạt. Húc phong chân nhân nhắc nhở, tần trần tiểu Hữu người phải cẩn thận một chút, người là lần đầu tiên tới đây hoang cổ phế tích, trong này có đặc thù hoang cổ lực lượng, ngoại vi còn tốt, đến bên trong, hoang cổ lực lượng bộc phát nồng nặc, phổ thông địa thánh nếu như tùy tiện xông vào, ở bên trong phi hành, không ra mấy ngày, cũng sẽ bị hoang cổ phế tích trong lực lượng cho xé rách. Thu thủy chân nhân truyền âm nhắc nhở, siêu siêu siêu, trong tiếng nói, một đám người đã xông vào hoang cổ phế tích bên trong. Đúng là, một cổ đáng sợ hoang cổ lực lượng cuốn tới, cổ lực lượng này, cùng tần trần theo thổ bình bên trong cảm thụ được cổ lực lượng kia thập phần cùng loại, cuồng phách vô cùng. Thật thoải mái, hoang cổ phế tích trong, hoang cổ lực lượng tịch quyển, xâm lấn võ giả thân thể, cùng thiên giới thánh nguyên mâu thuẫn, Thế nhưng Tần Trần lại khiếp sợ phát hiện, này hoang cổ khí tức tiến nhập trong cơ thể mình sau, bản thân vậy mà dị thường thư thái. Này hoang cổ lực lượng, cư nhiên cùng ta tại Thiên Vũ Đại Lục tu luyện Bất Diệt Thánh Thể khí tức, có một ít cùng loại, chẳng lẽ ta Bất Diệt Thánh Thể cùng này hoang cổ phế tích trong có liên hệ gì? Tần Trần cả kinh, chỉ cảm mộ thổ bình không có cảm giác gì, nhưng tiến nhập hoang cổ phế tích về sau, Tần Trần mới triệt để phát hiện, loại này hoang cổ lực lượng, có khả năng rèn luyện thân thể, lại cùng Bất Diệt Thánh Thể nhất mạch tương thừa tuy là hơi có tranh lệch nhưng lực lượng bản chất cũng là thập phần cùng loại. ao 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 nhiều hoang cổ lực vào vào trong thân thể lại bị tần trần thân thể luyện hóa thu nhận sau đó bắt đầu biến hóa dung nhập vào tần trần trong thân thể dần dần cải biến tần trần thân thể cần biết tần trần tu vi đã đạt đến nửa bước thiên thánh đỉnh phong muốn tiến hơn một bước chỉ có bước vào thiên thánh cảnh giới nhưng bây giờ này hoang cổ lực lượng dĩ nhiên tại để thăng tần trần sức mạnh thân thể lúc đầu Tần Trần thân thể đang tu luyện không gian lôi thể, bất diệt thánh thể, Diêm La ma tộc thần ma thể các loại lực lượng kích thích sau, đã đạt đến mức cực hạn, vào không thể vào, nhưng tại này hoang cổ lực lượng phía dưới, vậy mà lần thứ hai bắt đầu đề thăng. Ta thân thể cường độ, so với thiên thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh đều chắc chắn mạnh hơn, lại còn có thể đề thăng, đây là muốn nghịch thiên sao? Tần Trần lay động, hiện ra vẻ mong đợi. Vì vậy, hắn bay đi bên trong, không ngừng thu nhận bốn phía hoang cổ khí tức, bất quá những thứ này hoang cổ khí thức thu nhận rất chậm, bên trong tạp chất nhiều, vì vậy đề thăng tần trần thân thể cường độ tốc độ cũng rất chậm, nhưng tần trần vẫn như cũng mừng rỡ không thôi. Đến hắn tình trạng này, bất kỳ cái gì một chút đề thăng, đều có thể mang đến cho hắn trợ giúp to lớn. Mọi người cẩn thận một chút, lần này hoang cổ phế tích dị động, từ linh vực không ít thế lực cao thủ đều mộ danh tới, hôm nay này hoang cổ phế tích trong, cường giả tập hợp, coi như là ở ngoại vi, mọi người cũng muốn muôn vàn cẩn thận tuyệt đối không thể trong kẻ khắc phục kích. Khúc phong chân nhân tiếp tục nhắc nhở. Khúc phong chân nhân, không cần quá khẩn trương đi, lần này chúng ta bảy người đồng hành, ai dám phục kích chúng ta. Phong vô lượng cười lạnh một tiếng, ngạo khí thuần chất. Vẫn phải là cẩn thận một chút. Khúc phong chân nhân lắc đầu, nhìn về phía nhu cốc tiên tử, nhu cốc tiên tử. Người khẳng định tuyệt hình thiên đã tiến vào hoang cổ phế tích chỗ sâu. Cái này nhu cốc tiên tử, dung mạo thập phần kiều diễm, thoạt nhìn xấu hổ, nhưng đi qua phen này trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Trần đã hiểu được, này nhu cốc tiên tử tại thần cổ minh trong, thế nhưng không giống bình thường, tình báo thập phần tinh chuẩn, tự liền thu thủy chân nhân đối đều có chút sợ hãi, đã từng chết ở trên tay nàng cường giả đếm không hết, với lại có một môn truy tung thuật, thập phần cường hãn. Húc phong chân nhân người còn không tin được ta, ta đã tìm hiểu qua, tuyệt hình thiên thật là sớm nhất một được chuyển tiến vào hoang cổ phế tích một trong cường giả, hắn là truy tung tần trần tiểu hữu hồng nhan tiến nhập hoang cổ phế tích, về sau, hoang cổ phế tích liền phát sinh bạo động. Hôm nay hoang cổ phế tích trong dị động liên tục, chúng ta muốn dùng thời gian ngắn nhất tìm được bảo vật, tốt nhất là tìm được trước tuyệt hình thiên, có khác địa phương, nhất định là trận này bạo động nhất khu vực nòng cốt. Nhu cốc tiên tử lời thề son sắt, hư, vừa lúc, tìm được tuyệt hình thiên sau, chúng ta tám người liên thủ, nếu như có thể nhân cơ hội này đem tuyệt hình thiên diệt trừ, ta thần của minh tại tử linh vực thế lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Phong vô lượng âm lãnh cười một tiếng phục giết Việt hình thiên, chuyện này bàn lại, việc cấp bách là tìm được trước đối phương. Khúc phong chân nhân trầm giọng nói, không sai, chỉ có tìm được tuyệt hình thiên mới có thể tìm được hoang cổ phế tích trong bảo tàng chân chính có lẽ xuất thổ địa phương. Với lại, tần trần tiểu hữu chuyến này là tới tìm hắn hồng nhan, tuyệt hình thiên xông vào hoang cổ phế tích, chính là vì bắt tần trần tiểu hữu hồng nhan. Như vậy ở ngoài, chúng ta nói không chừng còn có thể thay tần trần tiểu hữu cứu ra đối phương. Thu thủy chân nhân cũng đồng ý nói hoang cổ phế tích lớn như vậy, không biết tuyệt hình thiên ẩn giấu ở nơi nào. Hoang cổ phế tích trong, hoàn cảnh ác liệt, với lại địa hình phức tạp minh mông, vết người rất hiếm, lấy tuyệt hình thiên thủ đoạn, cực dễ dàng ẩn giấu, chúng ta muốn tìm được hắn, không dễ dàng. Tây nhạc chân nhân lắc đầu nói, này một cái tây nhạc chân nhân, thánh nguyên cũng là thâm bất khả chắc, thanh âm như kim trúc đánh, trên thân dũng động hùng hậu khí tức, giống như là một gã tu luyện bên ngoài kẻ lực mạnh, có quét ngang vô địch chi khí thế vậy sẽ phải hỏi cái này tần trần. Phong vô lượng cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là đối tần trần còn bất mãn hết sức, diễu cợt nói, hắn tới tìm hắn hồng nhan, dù sao cũng nên có một ít phương pháp chứ. Chẳng lẽ, toàn dựa vào chúng ta, chúng ta thần của Minh tuy là cùng vạn cổ lâu là quan hệ hợp tác, cũng không có nghĩa vụ thay bọn họ vào sinh ra tử tìm một cái không hiểu hay nữ tử chứ. Thu thủy chân nhân nhìn liền hướng tần trần, tần trần tiểu hiếu, không biết người có liên lạc hay không đến người hồng nhan phương pháp có thể cho chúng ta một điểm giúp đỡ. Tạm thời không có tin tức, Tần Trần lắc đầu, hắn vừa tiến đến, cũng đã toàn lực cảm nhận, dựa theo đạo lý, từ từ có huyên ma tộc truyền thừa, hắn có lẽ có khả năng cảm ứng được như vậy một chút, thế nhưng kỳ quái là, mặc kệ hắn làm sao cảm nhận, đều cảm nhận không tới tư tư khí tức, giống như căn bản không tồn tại. Hắn chỉ có thể đem này quy kết đến hoang cổ phế tích khí tức đặc thù, có lẽ ngăn che tư tư khí tức trên. chương 2761, Yên Diệt Phong Bảo Hừ, cái gì cũng không ổn. Phong vô lượng hừ lạnh nói, được, đều đừng nói. Nhu cốc tiên tử đột nhiên kiều mị cười một tiếng, bổn tiên tử sao lại không có chuẩn bị. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng tay phải nhấc một cái, đột nhiên lấy ra một cái la bàn, đây bổn tiên tử đặc biệt chế tác hình thiên bàn, lần trước tuyệt hình thiên cùng minh chủ đại nhân giao thủ. Minh chủ đại nhân tuy là tổn thương so tuyệt hình thiên nặng, xa vào bế quan, không cách nào xuất sơn nhưng là lưu lại tuyệt hình thiên nhất đạo tinh huyết, mà hình thiên bàn, chính là lợi dụng tuyệt hình thiên một giò tinh huyết tế luyện mà thành, chỉ cần có một chút tuyệt hình thiên khí tức, liền có thể tìm được hắn tổng thể chỗ, dù cho hắn vì vậy tại hư không vô tận chỗ sâu, cũng có thể tìm được phương vị. Này hình thiên bàn vừa lấy ra, phía trên một cây kim đồng hồ liền quay tròn xoay tròn, cuối cùng ngón tay hướng tây nam mỗ một cái phương hướng, liên tục run run. Chính là cái này phương hướng, không có sai, đi, tất cả mọi người bay lướt qua, hướng hoang cổ phế tích chỗ sâu bay qua tần trần cảm thụ được bốn phía lướt qua hoang cổ khí thức, không ngừng thu nhận đồng thời hắn lực lượng linh hồn tràn ngập ra tìm kiếm bốn phía biến hóa lờ mờ tần trần cảm giác được này hoang cổ phế tích bên trong ẩn núp từng đạo khí tức kinh khủng khiến người ta cảm thấy âm khí âm u đột nhiên tần trần nhận thấy được dưới thân thể địa phương trong phế tích nhất đạo lực lượng cuồng bạo chợt lóe lên ầm um, sau một khắc một đầu bộ dáng quái vật kinh khủng phóng lên cao giống người mà không phải người, tựa như thú không phải thú, cả người dũng động từng đạo hoang cổ khí thức, hướng tần trần tám người cuồng mãnh vào tới. Nhiệt xúc, chết, tây nhạc chân nhân cường thế xuất thủ, ầm ầm trong thiên địa phảng phất có một tòa núi cao hiện ra, ầm một tiếng đụng vào trên người quái vật, quái vật kia bị va chạm thoáng cái, cả người vỡ ra, phát ra tiếng kêu thảm, nhưng vậy mà không có chết đi. Hắc hắc, tây nhạc chân nhân, để cho ta tới xuất thủ. Đúng lúc này, dọc theo đường đi trầm mặc không nói, đặc biệt cổ quái cổ chân nhân đột nhiên nhe răng cười một tiếng, phù phù, trong thân thể của hắn, đột nhiên bay ra một mảnh hắc sắc âm phong, không, đây không phải là âm phong, mà là từng viên một như hạt cát vậy cặn kẽ tiểu trùng từ cấu thành, những con trùng này thoáng cái đem quái vật kia bao vây. Xa xa xa, như như tầm ăn lên lá dâu tiếng âm vang lên, quái vật này phát ra kêu thê lương thảm thiết, sau đó trong nháy mắt bị cắn nuốt thành cho bay, hóa thành hư vô. Hô, vô số hắc xa một dạng cổ trùng tiến nhập cổ chân nhân thân thể, hắn thở ra một hơi, dường như thoải mái vô cùng, dưới da thịt như là có từng cái hắc tuyến tại chạy, kinh khủng dị thường. Tần Trần tiểu hữu, đây cổ chân nhân cội nguồn mệnh thạch cổ trùng, có khả năng thôn phệ tinh huyết, hết sức kinh khủng, người không bị hù dọa chứ? Thu thủy chân nhân cười lấy truyền âm, cổ chân nhân dường như cảm giác được Thu thủy chân nhân truyền âm, quay đầu mắt nhìn Tần Trần, ánh mắt trở nên trắng, thâm trầm, cực kỳ lạnh lùng, không có một chút cảm tình. Quái vật kia bị sau khi cắn nuốt, hóa thành hư vô, trong hư không, chỉ để lại một khối màu nâu đen tảng đá đá cũng không phải đá tựa như tinh không phải tinh xấu xí xấu xí ba một viên tảng đá bị hút phong chân nhân nhiếp vào trong tay quét mắt một vòng liền thuận tay bỏ ra một khối hoang cổ phế thạch không có tác dụng gì đi mọi người tiếp tục tiến lên tần trần thấy thế vội vàng nhiếp khởi tảng đá sau đó theo sát mà tới này một tảng đá hết sức xấu xí thể hiện sự sắc xảo rõ ràng mặt ngoài thô giáp bên trong ẩn chứa có từng cổ một khí tức cuồng bạo lực lượng, so hoang cổ phế tích trung khí hơi thở cường hoành hơn cũng cuồng bạo hơn nhiều, thế nhưng loại lực lượng này, cùng thánh giả trong cơ thể thánh nguyên hoàn toàn khác biệt, với lại không cách nào truyền hình hai trong một. Tần Trần Tiểu Hữu trước đó quái vật kia, chỉ có này hoang cổ phế tích trong có một, tại từ linh vực trong, tất cả mọi người xưng hô những quái vật này là hoang cổ tộc nhân, bởi vì những quái vật này, đã không giống nhân loại, cũng không giống yêu tộc, càng không phải là ma tộc, hết sức cổ quái. Thu Thủy chân Nhân giải thích, với lại thân thể bọn họ trong đều có chút hoang cổ phế thạch, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng mặc dù là yếu hơn nữa hoang cổ phế thạch, cũng không cách nào bị võ giả thôn phệ, đã từng có một tên cái thế thiên thánh, cưỡng ép muốn luyện hóa trong một cái hoang cổ phế thạch, kết quả trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết, từ nay về sau, những đá này liền không người để ý. Cổ quái là, những thứ này hoang cổ phế thạch bỏ hoang sau, cũng từ từ hóa thành bụi phấn, dung nhập vào này hoang cổ phế tích bên trong, có lẽ này hoang cổ phế tích trong vô số hoang cổ khí tức, vô số năm chưa từng tiêu tán, cũng là bởi vì có những thứ này hoang cổ phế thạch bổ sung đi. Khó trách thần cổ minh người đối này hoang cổ phế thạch hoàn toàn không thèm để ý. Tần Trần xem trong tay hoang cổ phế thạch, hơi hấp thu một cái, tức khắc, một cổ khí tức hung ác dũng mãnh tràn vào Tần Trần thân thể. Ba, hoang cổ phế thạch thoáng cái vỡ ra, trong một cổ hoang cổ lực lượng, lớn mạnh Tần Trần thân thể, có thể mặt khác có một cổ áp đảo trên hung ác chi khí, cơ hồ chỗ sung yếu hủy tần trần linh hồn ý chí. Tần trần trong đầu, hiện lên không chỗ kêu thảm cùng gào thét. Không được, tần trần giật mình, thiên hồn cấm thuật thi triển, thật vất vả mới đưa này cổ hung ác chi khí cho luyện hóa, đi trước chân áp tiêu tán, không khỏi hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cũng may, không người để ý hắn nơi này động tác. Này hoang cổ phế thạch trong thật là khủng khiếp khí tức hung ác. Tần trần hít một hơi lãnh khí, khó trách có thiên thánh cao thủ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết, vừa mới một sát na kia nếu như không phải hắn tu luyện thiên hồn cấm thuật cũng sẽ xa vào cuồng bạo không cách nào tự ức những thứ này hoang cổ tộc thân thể người trong tại sao sẽ có như thế khí tức hung ác tần trần nghi hoặc lại không nghĩ ra nguyên nhân một đường phi hành ngoại trừ những thứ này không rõ ràng hoang cổ quái vật ở ngoài tần trần còn có thể cảm nhận được này hoang cổ phế tích mà chỗ sâu có nhiều viễn cổ thánh mạch đang chảy xuôi bất quá những thứ này đều là phàm phẩm thánh mạch có thậm chí ngay cả phẩm cấp cũng không có tạp mà không tinh khiết tất cả đều bị hoang cổ khí tức cho ô nhiễm những thứ này phàm phẩm viễn cổ thánh mạch cầm sau khi đi ra có thể cho phàm thánh thậm chí địa thánh tu luyện thế nhưng bên trong khí tức quá pha tạp càng không cần phải nói hỗn tạp hoang cổ khí tức võ giả muốn luyện hóa không những không cách nào để thăng bản thân tu vi ngược lại muốn tân tân khổ khổ phí phạm lực lượng chiết xuất được không bù mất cho nên mới không người chú ý ô ô ô ô, ô đúng lúc này đột nhiên phía tích nơi xa, bầu trời đột nhiên âm tối lại, một cổ minh mông nhìn thiên địa bằng nửa con mắt hắc sắc phong bạo bao trùm tới, vô số cắt sỏi bị lăng không cuốn lên, uyển như phong ma, gầm thét tới, vô số hư không đều bị cắt thành phá thành mảnh nhỏ trùng điệp không gian, tần trần trong chớp mắt có một loại thiên địa hủy diệt cảm giác. Chú ý, đây yên diệt phong bạo, nửa bước thiên thánh gặp được, đều phải bị trong nháy mắt cắn giết tại trong, thiên thánh cường giả cũng phải bị thương, mọi người rơi xuống, tạm thời tránh mũi nhọn. Khúc phong chân nhân khẽ động, thì triển ra pháp lực, hạ xuống tới trên phế tích, tận lực ổn định thân thể. Tần Trần cũng hạ xuống, chỉ cảm thấy bước đi liên tục khó khăn, xung quanh đều là phong bạo bí mật mang theo cát sỏi, mỗi một ngọn gió cuốn, so thánh giả kiếm khí đều có thể hung tàn, đặc biệt trong ẩn chứa hoang của khí tức, thậm chí có thể đánh vỡ thiên thánh phép tắc, đây thiên địa cuồng bạo sức mạnh tự nhiên. Chương 2762, không có an bình ngày. Hừ, yên diệt phong bạo, quả nhiên lợi hại, hắc phong kết giới phong vô lượng quát lạnh một tiếng chung quanh thân thể tạo thành nhất đạo nhàn nhạt phong vân kết giới hắn tu luyện là phong hệ quy tắc tự nhiên đối yên diệt phong bạo sức chống cự mạnh nhất bảo vệ nhu quốc tiên tử mọi người duy nhất đem tần trần bỏ sót ở bên ngoài phong vô lượng thu thủy chân nhân trao mày một cái muốn vời hô tần trần không sao cả tần trần lơ đỉnh đi tới một bên này yên diệt phong bạo còn tổn thương không được hắn càng làm cho hắn kinh hỉ là này mẫn diệt trong bão tố hoang của khí tức so bên ngoài mạnh quá nhiều đưa hắn thân thể tốc độ tăng lên, đề cao ước chừng gấp 10 lần có thừa. Còn phải may mắn phong vô lượng cố ý bỏ qua hắn, bằng không, tần trần cũng không cách nào vui sướng như vậy nhễ nhại trong bí mật thôn phệ. Bạn đang nghe chuyện trên o com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người khác thấy tần trần xác định không giống có chuyện hình dạng, trầm mặc một cái, ngược lại cũng đều không còn mở miệng. Hừ, phong vô lượng trong lòng cười nhạt, tiểu tử này tuy là có thể chống đỡ yên diệt phong bạo, nhưng phải tiêu hao nhiều thánh nguyên, Tại hoang cổ phế tích trong, thánh nguyên tốc độ khôi phục thấp hơn nhiều bên ngoài, thánh nguyên tiêu hao càng nhiều, kế tiếp liền nguy hiểm, nhìn hắn sau này làm sao còn kiêu ngạo. Ước chừng qua hơn một canh giờ, phong bạo mới qua, trước mắt phế tích bộ dáng dĩ nhiên thật to cải biến, có thể thấy được phong bạo uy lực cùng kinh khủng, nếu như xuất hiện tại Vân Châu loại địa phương này, một gái châu thành đô sẽ hóa thành phế tích. Xác xác, tần trần bước ra một bước, trước mắt vậy mà đạp phải một bộ hài cốt, này thi cốt đen kịt, nhưng cốt văn trên vậy mà có từng đạo tàn phá vụn vặt cơ hồ mẫn diệt thiên thánh phép tắc đan sen. Há, đây một tôn cái thế thiên thánh sắp chết, chết hẳn là không ít thời gian. Phong vô lượng nhãn tình sáng lên, đại thủ một chảo, liền đem phía trên vụn vặt tàn phá thiên thánh phép tắc cho lục xoát chóc xuống, sau đó đem thi cốt cắn giết thành cho tàn, hoang cổ phế tích bên trong, hoàn cảnh ác liệt, tiểu tử, người cẩn thận một chút, thiếu giống như này thiên thánh đồng dạng, cũng bỏ mạng ở nơi này. Phong vô lượng đây trần chuồng khiêu khích, Tần Trần nhướng mày, hắn không để bụng này một bộ hài cốt phía trên lưu lại tàn phá thiên thánh phép tắc, cũng không đại biểu có thể dễ dàng tha thứ phong vô lượng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình. Phong vô lượng, đủ, hoang cổ phía tích bên trong còn tận tìm việc, nữ gây chuyện, đừng trách ta không khách khí. Lúc này hút phong chân nhân cũng nhìn không được, không khỏi mắng, ánh mắt âm trầm. Có tuyệt hình thiên tin tức, đột nhiên, nhu cốc tiên tử mở miệng nói, chỉ thấy hình thiên bàn trên kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, chỉ hướng chỗ sâu một chỗ nào đó. Điều này hiển nhiên đại diện cảm giác được mãnh liệt tuyệt hình thiên khí tức. Đi, đoàn người bất chấp do so dự, ào ào phóng lên cao. Tám người điên cuồng bay đi phía dưới, liền thấy theo mọi người đi sâu, trước mắt khắp nơi đều thấy cắt sỏi cùng thi cốt, còn có rất là nhiều nhiều bảo vật mảnh vụn. Này hoang cổ phế tích, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu tử linh vực cao thủ trước đi tìm một chút trong di tích bảo tàng, rất nhiều đều táng thân tại đây hoàn cảnh ác liệt bên trong. Mà kèm theo mọi người đi sâu, hình thiên bàn trên khí tức cũng bộc phát nồng đậm lên thậm chí toát ra hào quang mọi người chú ý này tuyệt hình thiên hẳn là đang ở phụ cận không xa nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa mỗi người đều thần sắc khẩn trương tuyệt hình thiên thực lực cực kỳ khủng bố bọn họ tuy là truy tung người này nhưng tuyệt không thể tùy tiện cùng người này chạm mặt vù vù đột nhiên phía trước trong phế tích có một đạo hắc ảnh hiện lên có người tại tần trần đoàn người nhìn người nọ thời điểm đối phương cũng đã thấy hắn đây là một tên nửa bước thiên thánh, cẩn thận từng ly từng tí đi lại tại trong phế tích, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, chứng kiến tần trần một chuyến tám người, không khỏi thất kinh. Là thần cổ minh cường giả, nửa bước thiên thánh hù dọa giật mình, bảy tôn cái thế thiên thánh, chỉ khí tức cũng đủ để cho hắn cái này nửa bước thiên thánh sợ đến không dám hô hấp. Các vị tiền bối, là tại hạ lỗ máng, xông tới các vị tiền bối, xin thỉnh các vị tiền bối thứ lỗi. Này nửa bước thiên thánh liền chạy cũng không dám chạy, kinh sợ run nói ra làm ta sợ giật mình, nguyên lai chỉ là một nửa bước thiên thánh, còn tưởng rằng là tuyệt hình thiên. Mọi người ào ào thở vào một cái, nhưng trong tròng mắt lại có lạnh ý. Làm sao bây giờ, Tây Nhạc chân Nhân nói nói, này người biết hành tung chúng ta, có khả năng sẽ đi lọt chúng ta tin tức. Này nửa bước thiên thánh vội vàng run nói ra, các vị tiền bối, ta là Mạc Lâm Tông người, ta Mạc Lâm Tông cùng các người thần cổ minh cũng có qua giao dịch, xin thỉnh xem ở chúng ta tông chủ phân thượng, tha vãn bối một mạng, vãn bối hiện tại liền rời đi, tuyệt không quấy rầy đến mấy vị đại nhân. Hừ, chỉ có người chết mới có thể không để lộ tin tức. Phong vô lượng nhe răng cười một tiếng, bá, nhất đạo hắc sắc động gió tịch quyển ra, đem nửa bước thiên thánh trực tiếp cắn giết thành mảnh vụn. Đi thôi, mấy người ánh mắt lạnh nhạt, như là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, lần thứ hai khởi hành. Thật là ác độc cay, tần trần lắc đầu, chỉ là sợ đối phương tin tức truyền ra, liền trực tiếp chém giết, không cho bất luận cái gì mạng sống cơ hội, đây chính là tử linh vực. Tần Trần đối tử linh vực quy tắc có càng sâu lý giải. Đi, tuyệt hình thiên khí tức càng ngày càng tới gần, các người có phát hiện không, bốn phía này hoang cổ lực cũng nồng nặc hơn. Khúc phong chân nhân cao mày lời nói, Tần Trần tinh tế cảm nhận, đúng là, nơi này hoang cổ lực thập phần sinh động, kinh người hơn là, nơi xa trong hư không, thậm chí còn có từng đạo khí tức dũng động, phảng phất một đầu hồng hoang cửa thú, tại dương nanh múa vuốt, mơ hồ tần trần cảm giác trước đó lấy được thổ bình, vậy mà cũng có từng tia từng tia ba động. Bất quá dưới con mắt mọi người, hắn không tốt lấy ra nghiên cứu. Tất cả mọi người chú ý, tuyệt hình thiên là chỉ nửa bước bước vào thiên thánh trung kỳ cường giả, hắn lần này tới đến hoang cổ phế tích bên trong, chính là muốn tìm hiểu thiên thánh trung kỳ phép tắc, thành là chân chính thiên thánh trung kỳ cường giả, một chuyến không thể để cho hắn phát hiện hành tung chúng ta. khúc phong chân nhân đưa ra cảnh cáo, trên thân thể dũng động nói vệt sáng, từ từ biến phải trong suốt, tựa hồ là ẩn núp, trên người hắn khí tức, thoáng cái nội liếm cơ hồ biến mất, theo hình thiên bản phương hướng, liên tục cuồng bay. Siêu siêu siêu, người khác cũng theo sát mà lên, mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn, trên thân khí tức toàn đều không ngừng nội liếm, nếu như không tỉ mỉ cảm nhận, căn bản không nhìn ra đây bảy tôn cái thế thiên thánh, phảng phất chỉ là bảy đạo hư vô cái bóng. Tần Trần đương nhiên sẽ không hạ xuống, thu liếm khí tức, theo sát sau. Tám người đem lực lượng như có như không kết hợp với nhau, tạo thành một cái chỉnh thể, Càng thêm hư vô mờ mịt, đồng thời cùng hình thiên bản kết hợp với nhau, lập tức liền cảm thụ được, nơi xa một cái trong hư không, một cái khí tức kinh khủng ẩn núp, phảng phất thái cổ thần ma, oanh nhiễu khí tức kinh khủng. Đây chính là Tuyệt Hình Thiên, một cổ lực lượng giống như liệt nhật, to lớn kinh khủng, có thể phần thiên trừ hải. Tốt khí tức cường đại, này Tuyệt Hình Thiên lần trước cùng minh chủ sau khi giao thủ, dường như càng cường đại hơn, đáng chết, đưa hắn như thế trưởng thành tiếp, triệt để trở thành thiên thánh trung kỳ cường giả ta thần cổ minh không có an bình ngày. Hạt Mỹ Nhân lạnh giọng nói, chương 2763, coi ta là đứa trẻ 3 tuổi. Xác định không thể để cho hắn trưởng thành tiếp, lần này có cơ hội, chúng ta muốn phục giết hắn, không cho hắn cơ hội đột phá. Húc phong chân nhân trầm giọng nói ra, càng ngày càng mãnh liệt, các ngươi xem, phía trước đó không phải là hoang cổ chi đô. Chẳng lẽ tuyệt hình thiên liền giấu ở hoang cổ chi đô trong? Thật đúng là hoang cổ chi đô, Bất quá hoang cổ Chi Đô không phải cũng sớm đã hoàn toàn bị phế, không chút nào sinh cơ sao, làm sao hiện tại như là hồi phục một dạng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì này hoang cổ Chi Đô hồi phục mới đưa đến hoang cổ phế tích dị biến. Căn nguyên liền ở trong thành, thu thủy chân nhân bọn người là khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên ô com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng là đi theo tuyệt hình thiên mới có thể tìm được hoang cổ phế tích dị biến chỗ. Tần trần trong lòng cũng không hiểu hiện ra nhẹ nhẹ sợ hãi chẳng lẽ tư tư ở nơi này, bằng không bản thân trong lòng loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra. Cúi đầu nhìn lại, đây một tòa thật to hoang vô cổ thành, mọi nơi đều là phế tích, liên miên không biết bao nhiêu ức dặm, cổ thành mọi nơi đều bị gió cắt ăn mòn, nhưng là vẫn có khả năng cảm giác được lâu đời trong năm tháng, một cổ viễn cổ vinh quang, khiếp sợ vạn cổ, không thể bị ma diệt ý niệm chứa đựng tại trong. Thành trì này, kiến tạo phong cách hết sức khác hẳn, dễ nhận thấy không phải nhân loại xây tạo, để lại từ viễn cổ. Húc phong chân nhân ổn định thân hình, dừng lại ở giữa không trung, phất tay nói, mỗi cái che giấu hơi thở, hoang cổ chi đô trong ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, là hoang cổ phế tích trong duy nhất bảo lưu hoàn hảo cổ thành, vô số năm qua, không biết bao nhiêu cường giả đến qua trong. Có táng thân tại trong, có chiếm được qua một ít bảo tàng đi, vô số năm trước cũng đã chân chính hoang vu, nghĩ không ra lại một lần nữa hồi phục, chẳng lẽ nghe đồn nơi này còn có bảo tàng không có phát hiện là thật. Chuyện này nơi này khí thức không phải cùng trước đó thổ bình trong biểu hiện tế đàn khí thức thập phần cùng loại sao. Tần Trần cảm thụ cổ xưa này thành trì hết thảy, cùng trước đó theo thổ bình trong cảm thụ được tế đàn khí thức, lại có một loại hiểu biết cảm giác. Nói như vậy, thổ bình trong xem đến tế đàn hư ảnh, ở nơi này trong thành trì. Với lại, tế đàn còn không có gì, Tần Trần mơ hồ có loại rung động, loại này rung động, cùng mình ban đầu tại huyên ma chi địa tìm kiếm tư tư cái loại này rung động thập phần cùng loại, đây là một loại khí thức phía trên cộng hưởng. Tư Tư nhất định ở nơi này, Tần Trần thân thể run, chỉ là hắn chỉ là cảm giác được rung động, nhưng không cách nào cảm giác được này một cổ hơi thở đến từ phương vị gì. Trước không nên kích động, nếu Tuyệt Hình Thiên là truy tung Tư Tư đi tới nơi này, như vậy Tư Tư khẳng định ở nơi này bên trong tòa thành cổ, chỉ cần tìm được Tuyệt Hình Thiên, liền có thể tìm được Tư Tư. Tần Trần đem tâm tình kích động bình phục lại, mặc kệ thần cổ minh có dám hay không tìm tới Tuyệt Hình Thiên, Tần Trần là tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Mọi người chú ý, Tuyệt Hình Thiên liền vì vậy tại đây hoang cổ chi đô trong, chúng ta bây giờ ẩn giấu vào đi, nhìn một chút có hay không cơ hội tốt, một khi có cơ hội, liền bày diệt thiên đại trận, đánh lén đối phương, cho hắn một kích chí mạng, đưa hắn mất đi đột phá cơ hội, thậm chí chém giết ở chỗ này. khúc phong chân nhân thân thể căng thẳng, giống như một đầu tại bắt thú săn dã thú, trên thân khí tức ẩn giấu được có thể nói hoàn mỹ. Siêu siêu siêu, tám người lần lượt bay vào hoang cổ chi đô trong, tần trần tốc độ, nhất vô thanh vô tức, giống như không gian chi tử, coi như là húc phong chân nhân đám người không phải khí thức kết hợp với nhau đều không phân biệt được hắn hành tung trong lòng mọi người đều rung một cái âm thầm khiếp sợ tần trần còn lại là cẩn thận từng ly từng tí dùng thổ bình cảm giác hoang cổ chi đô trung khí hơi thở đột nhiên hắn thân thể rung một cái mơ hồ cảm giác được hoang cổ chi đô chỗ sâu có một cổ âm nhu mị hoặc khí tức hơi thở này phảng phất hóa thành một người bộ dáng sinh động như thật bất quá diện mục cũng không rõ là một cô gái tay áo phiêu phiêu ôn nhu mị hoặc, trong lúc hành tẩu, chúng sinh đều trầm luân nàng trong hai tròng mắt. Đây là cái gì nữ nhân? Tần Trần cả kinh, hắn làm sao tại đây hoang cổ chi đô trong xem đến một cô gái như vậy cái bóng, với lại người nữ nhân này, tuyệt đối không phải Trần Tư Tư, cái loại này mị hoặc khí tức, kém điểm để cho chính hắn đều trầm luân tại nàng trong tròng mắt, không còn cách nào tự kiềm chế. Này tòa hoang cổ chi đô, cổ quái, mọi người đang hoang cổ chi đô trong xuyên qua, tiến nhập trong thành trì, giống như tiến nhập một cái mê cung, mọi nơi đều là tàn vách đoạn trụ, gạch ngói vụn thành đống, tổn hại điện phủ, thậm chí còn có một ít tàn khuyết không đầy đủ cổ xưa thần tượng. Bất quá đều mất đi lực lượng, không có phép tắc, chính là chất liệu tương đối kiên cố, nhưng là dần dần bị phong hóa. Tình cờ, ở đó chút tàn vách đoạn trụ bên trong, có phong hóa thi cốt, trong địa thánh thi cốt sớm liền hóa thành bụi phấn, có thể lưu lại, ít nhất đều là nửa bước thiên thánh cường giả, còn có một chút thiên thánh đại năng. Bất quá rất nhiều thi cốt ở trên liền một chút thiên thánh phép tắc đều không tìm ra đến, hoang cổ chi đô trong hoang cổ chi khí đặc biệt nồng nặc, đủ để mẫn diệt hết thảy phép tác lực lượng. Kỳ quái, tuyệt hình thiên khí tức, làm sao thoáng cái biến phải yếu ớt. Tựa hồ là muốn rời khỏi cái này tòa cổ thành, nhu cốc tiên tử trong tay hình thiên bàn, đột nhiên chấn động biên độ biến phải nhỏ một chút. Truy, mọi người tốc độ, lại lần nữa tăng nhanh, thì ở phía trước, hình thiên bàn tốc độ lại lần nữa biến hóa, kịch liệt chấn động lên khi mọi người một cái hàng lâm đến một cái có chừng chu vi mấy ngàn dặm cổ xưa trong đại điện thời điểm đột nhiên hình thiên bàn nổ tung hết tựa hồ là đến có thể cực hạn chịu đựng lúc này mọi người liền thấy tại đại điện chỗ sâu đứng thẳng một người mặc quần áo màu trắng lông nghi dài nam tử nam tử này thân hình tuấn mỹ tuổi sen vào thanh niên cùng trung niên giữa thập phần nho nhã cùng nhã nhặn hắn chắp tay sau đít đứng trong đại điện thì giống như một cái văn nhân tại cấu trúc bài thơ căn bản không nhìn ra là một cuồng bạo võ giả tại từ linh vực trong như vậy tên trói lọi. Tuyệt hình thiên, khúc phong chân nhân phát ra khiếp sợ gầm nhẹ, ánh mắt ngưng trọng. Thần cổ minh chư vị, các ngươi ngàn dặm xa xôi truy tung ta lâu như vậy, khổ cực, đến, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nam tử mặc áo trắng này, bên đối mặt với tần trần đám người, đã sớm chờ đợi mọi người đã lâu dáng vẻ, hết thảy đều định liệu trước. Tần trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ đại sự cảm giác không ổn tới. Thần cổ minh bảy vị phó minh chủ, cũng dừng lại, sắc mặt kinh nghi bất định, bọn họ dường như cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Tuyệt hình thiên, người tại sao lại ở chỗ này? Cái gì truy tung ngươi, chúng ta nghe không rõ, chúng ta thần cổ minh trước chuyến này đến, là vì điều tra này hoang cổ chi đô dị biến, người ta giữa, không có gì để nói, nếu ngươi ở nơi này, chúng ta sẽ không quấy dày. Húc phong chân nhân ánh mắt ngưng lại, có một ít muốn lui bước cảm giác. Ha ha ha, húc phong chân nhân, ngươi cho ta tuyệt hình thiên là đứa trẻ ba tuổi sao? tuyệt hình thiên xoay người, phong độ chỉ có, vậy mà có chút tuấn mỹ, căn bản nhìn không ra là một coi trời bằng vung mãnh nhân. Ánh mắt của hắn tại tần trần tám trên thân người nhất nhất đảo qua, ánh mắt kia, giống như lợi kiếm, hung hăng bắn phá tại trên người mọi người, dường như muốn đem mọi người thân thể đều muốn xuyên thủng, không thể che giấu. Trường 2764, Thương Nguyên Đồ Thần cổ minh, tuyệt hình thiên lắc đầu, rõ là coi trọng ta, thoáng cái xuất động bảy tôn cái thế thiên thánh, thủ đoạn thật là mạnh mẽ, bất quá, trong các ngươi còn có một cái nửa bước thiên thánh vậy là cái gì quỷ? Chẳng lẽ các ngươi thần cổ minh là đuổi giết ta, liền loại này loài run dế một dạng mặt hàng đều xuất động. Này là hướng ta có bao nhiêu cửu hật? hắn lạnh nhạt nói ra, trong tròng mắt có nhạt màu vàng nhạt, cuối cùng rơi vào tần trần trên thân, trên dưới xuyên thủng, đem tần trần tu vi xem nhất thanh nhị sở. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ đến thần cổ minh bởi vì truy sát bản thân, Phái ra một cái nửa bước thiên thánh, hắn rõ là muốn thấy buồn cười, nhân vật như vậy, hắn trong nháy mắt gian liền có thể diệt sát một đánh, quả thực là khôi hài. Tuyệt hình thiên, người xác định là hiểu lầm, chúng ta không phải đến đặc biệt tìm ngươi, chỉ là tình cờ đi ngang qua, ngược lại tiểu tử này, thật là đặc biệt tới tìm ngươi, ngươi còn nhớ được ngươi muốn bắt nghị thuật nữ tử sao? Chính chỗ này vị tần trần hồng nhan, phong vô lượng đột nhiên nói ra, phong vô lượng, thu thủy chân nhân tức giận nhìn về phía đối phương, ồ tuyệt hình thiên trong tròng mắt đột nhiên nổ bắn ra lệ quang, rơi vào tần trần trên thân, hít mắt. Tần trần khí sắc lạnh lùng, nhảy tới trước một bước, lạnh lùng nói, không sai, tuyệt hình thiên, bản thiếu tần trần, không phải tử linh vực võ giả, bất quá, người truy sát nàng kia, cũng là bản thiếu nữ nhân, nàng hiện tại ở địa phương nào. Người nữ tử, tuyệt hình thiên cười, trong nụ cười tràn đầy lạnh lùng và sát ý, một cái nửa bước thiên thánh phế vật, cũng dám ở trước mặt ta cuồng tiểu tử ngươi có tài đức gì có thể xứng đôi kia loại tuyệt mỹ nhân vật bất quá người dũng khí ngược lại có một chút nho nhỏ nửa bước thiên thánh dám nói với ta như vậy nói so với thần cổ minh đám kia giả dối phế vật cũng là mạnh chẳng biết bao nhiêu tuyệt hình thiên người quá phận thật sự cho rằng ta thần cổ minh sợ ngươi sao húp phong chân nhân tức giận nói nhảy tới trước một bước trên thân dũng động đáng sợ thánh nguyên ầm um, húp phong chân nhân phía sau người khác cũng đều dũng động đáng sợ sát cơ mơ hồ tạo thành một cái đáng sợ chiến trận. Bất quá mọi người thấy tựa như chiến ý sôi trào kỳ thực trong cơ thể thánh nguyên lưu truyền chỉ cần một có bất diệu ngay lập tức sẽ chạy trốn. dựa vào trực giác bọn họ toàn đều cảm giác được hôm nay tình huống dường như có một chút không hay. tuyệt hình thiên cũng biết bọn họ muốn tới, tựa hồ đang trong đại điện này chờ. tần trần tình huống không hay này tuyệt hình thiên dường như sớm có chuẩn bị, qua sẽ chiến đấu, ta không hẳn cố cho ngươi, có cơ hội liền mau trốn đi coi như người muốn cứu người, cũng muốn lời đầu tiên mình, với lại, bị tuyệt hình thiên để mắt tới người, người nữ nhân kia, chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Thu thủy chân nhân cho tần trần bí mật truyền âm, trong giọng nói có khẩn trương và thở dài. Ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi, hôm nay các người bảy người đến, vậy bị đi, bản tòa vừa lúc muốn đột phá thiên thánh trung kỳ, thiếu một chút như vậy lực lượng, các người thần cổ minh thoáng cái đưa tới bảy cái, liền trở thành bản tọa khẩu lương đi. Âm âm, này tuyệt hình thiên xuất thủ, đối mặt thần cổ minh bảy đại cái thế thiên thánh, cùng với tần trần, này bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên, lại vẫn có dũng khí dẫn đầu phát động công kích. Lấy lực một người, ngạnh hám tám người, này là bực nào bá đạo uy mãnh Thế nhưng tần trần không chút nào cảm thấy đối phương cuồng vọng, bởi vì đối phương lực lượng, vừa thi triển ra, quả thực đến kinh thế hãi tục, không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ tình trạng. Vù vù, tuyệt hình thiên một quyền đánh ra, sau lưng vô số cương khí nổ tung, phảng phất thiên giới hình phạt hàng lâm, sở dĩ hắn mới xưng là hình thiên, tần trần trước mắt hư không biến hóa, phảng phất từng vị nắm giữ hình phạt phủ quang xuất hiện, tịch quyển ra, bao phủ ở toàn bộ đại điện. Này nho nhã nam tử tuyệt hình thiên trong một chiêu, thì dường như đem một tòa thiên giới pháp trường rời đến này một cái đại điện. Chẳng những là tần trần, coi như là thần cổ minh bảy đại cái thế thiên thánh, mọi người đều có một loại theo hoang cổ phế tích trong mang đi, thoáng cái đi tới nhuốm máu pháp trường, cũng bị tại chỗ hành hình ảo giác. Loại cảm giác này vô cùng chân thật, không lời nào có thể diễn tả được. Mọi người chú ý, đây tuyệt hình thiên thiên hình bao phủ, đảo lộn hư không, có thể chế tạo ra một cái không gian độc lập, trở thành bên trong vùng không gian này hình phạt chấp trưởng giả, muốn nắm giữ chúng ta sinh tử. Nhanh chóng bày diệt thiên đại trận, húc phong chân nhân điên cuồng gào thét, vù vù, trong thân thể của hắn, một cổ khí tức đáng sợ dũng động ra, đó là từng nét bùa chú, phù văn chạy, hóa thành từ căn thông thiên thiên trụ. Cùng lúc đó, thu thủy chân nhân, nhu cốc tiên tử, hạt mỹ nhân, phong vô lượng, tây nhạc chân nhân, cổ chân nhân, khắc lục đại cái thế thiên thánh, trên thân toàn đều hiện lên ra từng cái quỷ dị phù văn, những phù văn này hóa thành thiên trụ, cùng hút phong thật trên thân người phù văn kết hợp, sau cùng hóa thành một cái khôn cùng đại trận bao phủ xuống, đem tuyệt hình thiên chế tạo ra thiên giới pháp trường, thoáng cái chấn động đến mức đoạn tuyệt lay động, u u tiếng nổ, đồng thời muốn đem đối phương cho kẹt ở diệt thiên đại trận trung ương. Được, diệt thiên đại trận lên, Nhìn Tuyệt Hình Thiên làm sao còn kiêu ngạo, đây là chúng ta Thần Cổ Minh đặc biệt đối phó này Tuyệt Hình Thiên nghiên cứu ra đại trận, chuyên phá hắn hình thiên lực, cùng liền là hôm nay giờ khắc này. Khúc Phong chân nhân gào thét, thôi động Thánh Nguyên, vô số thiên trụ đại trận không ngừng chuyển động, tức khắc bộc phát ra đáng sợ lực xoắn, đem Tuyệt Hình Thiên thiên giới pháp trường ầm ầm phá vỡ. Đây Thần Cổ Minh phí hết tâm tư, đặc biệt nghiên cứu ra được sát trận, chính là vì đối phó Tuyệt Hình Thiên, hiện tại bảy đại cái thế thiên tôn liên thủ, thoáng cái liền khắc chế tuyệt hình thiên khí tức. Không biết tuyệt hình thiên có tiếp hay không xuống, tần trần không có tùy tiện xuất thủ, mà là lặng lẽ lui lại, yên lặng nhìn biến. Giết, thần cổ minh bảy đại phó minh chủ, cái thế thiên thánh, thánh nguyên thôi động đến mức tận cùng, tức khắc hóa thành diệt thiên vậy cuồn cuộn lực lượng tịch quyển xuống, thiên đao vạn quả, tự muốn đem này tuyệt hình thiên vây tại diệt thiên đại trận bên trong. Thế nhưng, lúc này, tần trần liền thấy, bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên trên khóe miệng, vậy mà hiển hiện ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Không tốt chưa vị chú ý, mau lui. Tần Trần hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về phía tuyệt hình thiên đánh ra một chiêu sát lục quyền ý, kinh khủng quyền ý hóa thành nhất đạo trong truyền thuyết hồng thủy, trực tiếp kích sát hướng đối phương đầu. Đều phá cho ta, tuyệt hình thiên quát lạnh, trên chán, sát cơ lóe lên, theo mặt đất thoáng cái toát ra một mặt thật lớn hỏa quyền, này trong bức tranh, phảng phất ẩn chứa một thế giới, diễn hóa vô số chiến trận, hóa thành chi chít hồng quang, phóng lên cao, đem tuyệt hình thiên bóng dưng bao vây. Dầm 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 tại chỗ giữa, diệt thiên đại trận vô số khí tức, trận văn, liền bị chấn động đến mức ảo ảo vỡ nát, thoáng cái chia năm xẻ bảy. Thương nguyên đồ, khúc phong chân nhân thất kinh, cuống quyết lui lại, kinh khủng kia hỏa quyển, đúng là từ linh vực trong một vị khác cường giả cấp cao nhất, kính hồ chân nhân đỉnh cấp trí bảo. Mà kính hồ chân nhân, cũng là bọn hắn thần cổ minh đại địch, trưởng không kính hồ đạo quán, từ trước đến nay thần cổ minh đối địch, chỉ là này Thương Nguyên Đồ lúc nào đến Tuyệt Hình Thiên trong tay. Tại Húc Phong Chân Nhân kinh sợ bên trong, một cái cười to tiếng đột nhiên vang lên. Không sai, đúng là Thương Nguyên Đồ, Tuyệt Hình Thiên bên người, lại một cái đồng dạng nam tử, thân mặc áo xám, đúng là Thần Cổ Minh một cái khác đại địch kính hồ chân nhân. Chương 2765, ba đại cường giả. Tuyệt Hình Thiên, người nói lần này Thần Cổ Minh sẽ nắm lấy cơ hội, tới trước ám toán ngươi, chúng ta trước đó còn không tin lại nghĩ không gian này thần của minh vậy mà thật gan to như vậy. Cũng vậy, trước người cùng thần của minh chủ giao thủ, đã bị tổn thương, lại thêm hoang cổ phế thích dị biến, thần của minh làm sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chỉ là này thần của minh không biết, chúng ta liệu địch tiên cơ, đi trước bầy phục kích, ha ha ha, rõ là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ phí công phu. Áo xám nam tử kính hồ chân nhân cười lên ha hả chỉ cần phản sát này thần cổ minh này mấy tôn cái thế thiên thánh, như vậy thần cổ minh đem tổn thương nguyên khí nặng nề, chúng ta nứa cướp đoạt bọn họ bảo vật cùng bổn nguyên, câu thông thần nguyên, đột phá thiên phẩm trung kỳ, đủ để đem thần cổ minh triệt để hủy diệt. Kính hồ chân nhân thanh âm hết sức trẻ tuổi, nhưng trên thân khí tức lại hùng hồn đáng sợ, như là đại dương minh mông, đúng là một cái không kém gì tuyệt hình thiên quá nhiều cường giả cấp cao nhất. Không sai, bảy tôn cái thế thiên thánh, còn đem húc phong chân nhân, thu thủy chân nhân, nhu cốc tiên tử này ba con cá lớn câu đi ra, giết bọn hắn, thần của minh chủ coi như là mất đi phụ tá đắc lực, há lại không phải bị chúng ta thuận tay bắt bí. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại là nhất đạo tiếng cười to vang lên, đây một người mặc áo đen lão giả, xuất hiện tại thương nguyên đồ bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm tần trần, bất quá, tên tiểu tử này, nửa bước thiên thánh là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thần cổ minh nhìn như vậy không dậy nổi hình thiên huynh? Để cho cái phế vật đi tìm cái chết, ông lão mặc áo đen này, trong giọng nói tràn ngập trêu chọc, hiển nhiên là hung hữu thành túc, tràn đầy tự tin. Lần này ba người chúng ta liên thủ, đủ để tung hoành nơi đây, đem thần cổ minh người tất cả đều chém giết. Bất quá tuyệt hình thiên, nghe nói ngươi là truy tung mỹ thuật nữ tử tiến nhập hoang cổ chi đô, cô gái này nghe đồn mỹ hoặc vạn phần, có thể là thiên sinh mỹ thể, sách sách, ta không hư lão nhân đời này chơi đùa nữ nhân thiên thiên vạn vạn, vẫn còn không chơi đùa thiên sinh mỹ thể, đến thời điểm tại đây hoang cổ chi đô trong tìm ra mỹ thuật nữ tử, cũng quên để cho lão phu cũng đùa giỡn một phen, Cà cà cà. Ông lão mặc áo đen hưng phấn cười ha hả, đầu lưỡi liếm cái răng vàng, hèn mọn đến cực điểm. Nhưng trên người hắn khí tức, lại minh mông vào đại dương minh mông, là một cái không kém gì kính hồ chân nhân cái thế cường giả, ai cũng không dám đem hắn xem thành là một cái hèn mọn lão đầu. Bạch hy nho nhã nam tử tuyệt hình thiên, áo xám nam tử kính hồ chân nhân, ông lão mặc áo đen không hư lão nhân, này tam đại tử linh vực cường giả cấp cao nhất, đồng thời xuất hiện, mỗi cái khí thức đều nghiêng trời lệch đất chấn động càn khôn có thể nói là cực kỳ kinh khủng đây là chuyện gì xảy ra khúc phong chân nhân thấy như vậy một màn khiếp sợ hồn đều bay mất thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu đến bàn chân toàn thân đều lên chi chít nổi da gà quả thực là không thể tin được bản thân con mắt tuyệt hình thiên kính hồ chân nhân không hư lão nhân ba người này đều là thần cổ minh đại địch lúc nào vậy mà liên hợp đến cùng nhau tam đại cường giả cấp cao nhất lại thêm nhất kiện thiên phẩm chí bảo thương nguyên đồ mau lui, đi, khúc phong chân nhân ngay lập tức sẽ phát ra kinh sợ giống to, liền xuất thủ dũng khí cũng không có, gọi mọi người lập tức rời đi nơi này. Lúc này còn muốn đi, rõ là ngây thơ a à. kính hồ chân nhân cười nhạt một chút, đem thương nguyên đổ vỗ, vù vù, minh mông hỏa quyển, phảng phất ẩn chứa một thế giới, đột nhiên tăng vọt, tịch quyển ở cả ngôi đại điện. Tức khắc, tất cả mọi người tại chỗ đều bị minh mông hỏa quyển bao vây, rầm rầm rầm, mọi người ào ào thôi động thánh nguyên, kịch liệt tiếng nổ chấn động, có thể thủy chung không cách nào xé rách nửa điểm không gian, bị triệt để vây ở chỗ này. Thương Nguyên đồ là thiên phẩm bảo vật, với lại, tại chúng ta ba người thôi động phía dưới, ẩn chứa nhất giới chi uy, mấy người các ngươi có khả năng chạy thoát đó mới là quái, ca ca ca, chúng ta nghĩ hết biện pháp mới câu được các ngươi mấy con cá lớn, cho các ngươi chạy, chúng ta ăn cái gì? Ông lão mặc áo đen không hư lão nhân nhe răng cười nói, hôm nay ba người chúng ta liên thủ, chính là vì tiêu diệt các ngươi thần cổ minh, diệt trừ một cái đại địch ngoan ngoãn thành vì chúng ta chất dinh dưỡng giúp bọn ta thành tựu thiên thánh trung kỳ đáng chết chúng ta trung kế thần cổ minh vô số cường giả sắc mặt tái xanh mí mắt kinh hoàng trong lòng triệt để trầm xuống biết giữ nhiều lành ít hư bọn họ cũng liền ba người chúng ta đều là cái thế thiên thánh đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát sao chỉ một điều phiền toái chính chỗ này thương huyền đồ bất quá này thương nguyên đồ là thiên phẩm trí bảo ba người bọn họ cũng không cách nào triệt để thôi động bằng không há lại lại dùng lấy thiết kế mai phục tại nơi này. Đã sớm đến quét ngang chúng ta thần cổ minh, chớ bị bọn họ phô trương thanh thế bị dọa cho phát sợ, chúng ta tám người liên thủ, tại sao phải sợ hắn. Khúc phong chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong bí mật cầm một món bảo vật, cao giọng quát lên. Thật sao, tuyệt hình thiên đột nhiên thân thể khẽ động, nhe răng cười đánh tới, hắn bạo thân lên, đại thủ lộ ra, tức khắc, nhất đạo đáng sợ lợi chảo che khuất bầu trời, giống như thiên thần từ phía trên tế lộ ra thủ chảo, cơ hồ là không cần thời gian, trong nháy mắt, sẽ đến húc phong thật người trước mặt. Húc phong chân nhân, ngươi là thần cổ minh rất nhiều phó minh chủ đứng đầu, trước hết là giết ngươi, nhìn hắn người làm sao còn phản kháng. U u cười lạnh, bàn tay to kia đi thẳng tới húc phong chân nhân đỉnh đầu. Không tốt, húc phong chân nhân dọa cho giật mình, trong tay nắm bảo vật tức khắc xuất hiện ở trước người, là một cái sơn phong giống như bảo vật, có một ít tương tự với tần trần tại thiên vũ đại lục thi triển phiên thiên ấn. Này một tòa sơn phong, thoáng cái bành trướng, kim quang trói mắt, quét ngang ra ngoài, ngăn cản hướng tuyệt hình thiên. Ha ha ha, húc phong chân nhân, đừng làm không cần thiết phản kháng, người này kim sơn ấn có thể đỡ nổi kẻ khác, lại không ngăn được ta tuyệt hình thiên, đổi thành các người thần của minh chủ đích thân đến còn tạm được. Loảng xoảng phá sơn nước đá, tuyệt hình thiên đại thủ đè xuống, này kim sắc sơn phong điên cuồng rung động, phía trên lưu chuyển phù văn phù văn màu vàng không ngừng bạo tạc, u u tiếng nổ, sau đó oanh thoáng cái, bị đánh bay ra ngoài, phát ra kịch liệt tiếng rung ầm um, sau một khắc kinh khủng trưởng lực rơi vào hút phong thật người trên thân thể húc phong chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn khí sắc trắng bệch may mắn kim sơn ấn ngăn cản bằng không một kích này hắn sẽ thịt nát xương tan kinh sợ bên trong hắn vội vàng lui lại thế nhưng tuyệt hình thiên nơi nào sẽ cho hắn lui lại cơ hội rít lên một tiếng sát khí ngút trời kinh khủng hình phạt lực ngút trời mà dáng phảng phất một cây chiến phủ búa ngút trời mà tới a à, húc phong thật người nhất thời hét thảm một tiếng ngực phảng phất bị một thanh vô hình cự phủ bổ chúng, tức khắc tuôn ra một chùm huyết vụ, xương cốt vỡ vụn, cả người bay rớt ra ngoài, mở búng máu tươi cuồng phún. Húc phong chân nhân thực lực, là thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong, không kém chút nào vân động quang, có thể bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên, còn lại là chỉ nửa bước bước vào thiên thánh trung kỳ cường giả, hơn nữa còn là tại thương nguyên đồ sân nhà trong, ra dưới tay, húc phong chân nhân ở đâu là đối thủ. Một kích, húc phong chân nhân liền bản thân bị trọng thương, thê thảm nhếch nhác. Húc Phong Chân Nhân, sở hữu cái thế thiên thánh, dư lục tôn cường giả, tất cả đều hoảng sợ lên tiếng, kinh hãi đan sen. Chương 2766, phá không phù. Mọi người thấy Húc Phong Chân Nhân nguy hiểm, đều lập tức xuất thủ, bước ngoặt nguy hiểm, tất cả đều thôi động công kích mạnh nhất, điên cuồng đánh tới. Thu thủy duyên nguyên, thiên tiên nhiễu chỉ nhu, bản mệnh thạch cổ trùng, vô tấn phong động, bạn đang nghe chuyện trên audiobookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ độc hạt nhất kích, đại nhạc chấn nhật, ô ô ô, trong đại điện, cuồng phong gào thét, đầy trời cổ trùng tịch quyển, đồng thời, từng đạo hắc sắc động gió, khôn cùng thu thủy ý cảnh, cùng với các loại cuồng bạo công kích, liên tiếp xuất hiện, hướng tuyệt hình thiên tam đại cường giả cấp cao nhất điên cuồng tập sát tới, vô số thánh nguyên hội tụ thành tuyệt sát chiêu, phô thiên cái địa, trên không nhiều nguyên khí đều bị đánh bạo thành hỗn độn, một mảnh minh mông. Giết, hắn kính hồ chân nhân cùng không hư lão nhân, cũng xuất thủ, ầm ầm hai đại cường giả thanh thế cuồn cuộn, cuộn trên thân Dũng động đáng sợ thiên thánh phép tắc, phép tắc khí tức như vực sâu biển lớn, mạnh mẽ vô cùng, khắp nơi phát sinh kịch liệt chấn động, hướng về phía bảy đại cái thế thiên thánh, còn có tần trần, thống hạ sát thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, thánh nguyên bao phủ bốn bề thọ địch. Rầm rầm rầm, cổ chân nhân phóng xuất ra đầy trời cổ trùng, vô số hắc sắc động gió, bang bang nổ tung, tại tuyệt hình thiên tam đại cái thế cường giả dưới sự công kích, không ngừng hủy diệt. Âm, trong một cổ lực lượng, vọt thẳng hướng tần trần là kính hồ chân nhân, này thánh nguyên, cuồn cuộn uy mãnh, mạnh như thiên trụ, trong nháy mắt hàng lâm tại tần trần phía trước. Phá, tần trần quát lạnh, trong cơ thể thánh nguyên dũng động, một quyền cường thế đánh ra, ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm, tần trần chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh kịp lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, ken két két, trong thân thể của hắn, xương cốt rung động, phát ra hổ báo long ngâm, bắp thịt hoa văn không ngừng ba động. Ầm, tiếng nổ bên trong, tần trần tức khắc bị đánh bay ra trên trăm trường thật mạnh uy lực, đây chính là chỉ nửa bước bước vào thiên thánh trung kỳ cường giả sao. Tần trần ánh mắt ngưng trọng, này kính hồ chân nhân thực lực so vân động quang xác định cường hãn phía trên nhiều, có lẽ tại thánh nguyên nồng độ trên, hai người không kém nhiều, nhưng ở cường độ trên, lại có kinh người khác biệt, kính hồ chân nhân thánh nguyên bên trong, mang có một loại cuồn cuộn lực lượng hủy diệt, loại lực lượng này, siêu việt phổ thông thiên thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao, ẩn chứa thiên giới càng thêm hùng hậu quy tắc chi lực. Tuy là lực lượng này chỉ có một tí, nhưng trùng trùng điệp điệp, không gì sánh kịp, làm cho kính hồ chân nhân thi triển ra công kích, so với sơ kỳ đỉnh phong thiên thánh cường giả, càng hung hiểm hơn cuồn cuộn. Nếu như không phải tần trần thân thể siêu phàm nhập thánh, đồng thời tại hoang cổ phế tích ở bên trong lấy được đề thăng, đổi thành vân động quang như vậy thiên thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh tới trước, một kích phía dưới, sẽ trọng thương. Đây, thiên thánh trung kỳ lực, càng thêm chính gốc, tại thánh nguyên cùng phép tắc phương diện, có toàn diện đề thăng. Tần trần tỉ mỉ trong cảm giác lực lượng, tiến hành phân tích. Hả, tiểu tử này, vậy mà ngăn trở ta một chiêu, một chút việc cũng không có. Kính hồ chân nhân nhìn chằm chằm tần trần, lộ ra khó có thể tin chi quang. Sau đó, hắn nghe răng cười một tiếng, thả người nhào tới. Giết, âm âm, kính hồ chân nhân toàn lực nhìn thẳng tần trần, đồng thời thôi động thương nguyên đồ lực lược, tức khắc khôn cùng kinh khủng không gian ràng buộc lực cuốn tới, tính cả kính hồ chân nhân công kích, hiển nhiên là muốn đem tần trần trước tiên chém giết ở chỗ này không tốt hiện tại mọi người đều bị kẹt ở Thương Nguyên đồ trong nếu như chỉ là kính Hồ chân nhân hoặc là tuyệt hình thiên một người có lẽ còn có giao thủ có lẽ ta cũng không sợ chút nào nhưng bây giờ Tam Đại cái thế cường giả liên thủ Thu Thủy chân nhân bọn họ căn bản không trụ được có lẽ không ra nửa nén hương liền sẽ bị nhất nhất chém giết đến thời điểm một mình ta tự mình đối mặt ba đại cường giả còn nữa này Thương Nguyên đồ ràng buộc chỉ sợ sẽ có nguy hiểm việc cấp bách là trước phá vỡ này Thương Nguyên đồ ràng buộc Đến thời điểm bảy đại cái thế thiên thánh đủ để đối phó trong ba người bất kỳ một cái nào, còn nữa mình ở một bên, không hẳn không có chống lại đối phương có lẽ. Nghĩ tới đây, Tần Trần ánh mắt lập tức động lại. "Chư vị, chúng ta không phải này ba đại cường giả đối thủ, trước phá vỡ này thương nguyên đồ." Tại nguy cấp này tồn vong trong lúc, Tần Trần cũng không lo được bảo lưu, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp." Vù vù, tức khắc, trong hư không, bị vạn đạo quật ngụy trang càn khôn tạo hóa ngọc điệp xuất hiện tản mát ra cuồn cuộn không gian lực lượng. Cùng lúc đó, tần trần trong tay xuất hiện vô danh chi kiếm, toàn thân thánh nguyên vận chuyển, bổ ra mạnh nhất nhất kiếm. Âm ầm, tần trần thân thể thoáng cái nguy nga lên, như là một tôn thần vương, lợi dụng càn khôn tạo hóa ngọc điệp thoáng cái đánh văng ra kính hồ chân nhân công kích. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp tại tần trần dưới sự thúc giục ù ù tiếng nổ, tức khắc đem thương nguyên đổ trong không gian lực lượng oanh mở. Sau đó, tần trần lợi kiếm trong tay hung hãn bổ ra, khởi nguyên lực xuống, như là thiên thần bạo trảm, nhất kiếm phía dưới, liền đem thương nguyên đồ không gian bình chướng cho xé rách. Bên ngoài không khí, thoáng cái đảo quán lên, chư vị, mau mau rời đi, chỉ có rời khỏi thương nguyên đồ ràng buộc, mới có đánh bại bọn họ có lẽ. Tần trần giống to bên trong, dẫn đầu sông ra, khúc phong chân nhân, thu thủy chân nhân, nhu cốc tiên tử cùng bảy đại cái thế thiên thánh chứng kiến tần trần trấn áp thiên địa, phá vỡ thương nguyên đồ, tức khắc cảm giác được thân thể buông lỏng, trên mặt đều hiển hiện ra khó có thể tin thần sắc tới bọn họ đều kinh ngạc được dại ra ở lúc đầu coi là chắc chắn phải chết lại thật không ngờ tần trần tại thời khắc quan trọng vậy mà phá vỡ thương nguyên đồ cơ hội tốt khúc phong chân nhân mấy người cũng đều là cái thế thiên thánh cường giả cấp cao nhất kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú trong trước mắt mỗi cái thiêu đốt thọ mệnh bạo phát tinh huyết rầm 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 bảy người liên thủ tạo thành chiến trận tại tuyệt hình thiên đám người chưa từng kịp phản ứng trong nháy mắt trong nháy mắt liền lao ra thương nguyên đồ lại lần nữa trở lại đại điện Tức khắc, hoàng cổ phế tích khí tức chút xuống, vậy mà mỗi cái thấy đến vô cùng thoải mái. Chư vị, cơ hội tốt, hút Phong Chân Nhân, trên người ngươi hẳn là viễn cổ phá không phù đi, chúng ta nhanh chóng thi triển không gian khiêu dược thuật, kết thành đại trận, lợi dụng phá không phù, rời đi nơi này. Vừa xuất hiện trong đại điện, Phong Vô Lượng vội vàng truyền âm nói. Đúng, thi triển phá không phù, khỏi cần Phong Vô Lượng nhắc nhở, hút Phong Chân Nhân cũng nghĩ tới chỗ này, trong tay tức khắc xuất hiện một cái cổ xưa phù văn phù văn bạo phát kinh người không gian khí thức, tức khác, một cổ vô hình không gian lực lượng bao phủ ở bảy người, trong ánh sáng, thần cổ minh mấy người nhất tề thi triển không gian khiêu dược thuật, tức khác, bảy người kết hợp, liên tiếp thành một cái chỉnh thể, bị không gian lực lượng bao vây, sẽ toát ra rời đi nơi này. Này phá không phù, là bọn hắn thần cổ minh tại một cái tử linh vực di tích viễn cổ ở bên trong lấy được, có khả năng trong nháy mắt phá vỡ thiên giới hư không, đem người truyền tống rời khỏi. Là thiên phẩm trí bảo, dùng để chạy thoát thân nghịch thiên bảo vật này cũng là bọn hắn bảy người, dám xâm nhập hoang cổ phế tích tức chỗ, một khi thôi động, thiên thánh trung kỳ cường giả cũng không cách nào ngăn trở, không qua nguyên nhân là thân ở thiên phẩm chí bảo thương nguyên đồ trong, không gian bị trói buộc, không cách nào thi triển, hiện đang chạy trốn ra thương nguyên đồ, không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất cơ hội. Mấy thân thể người hóa thành hư ảnh, không gian chi lực hàng lâm sẽ truyền tống rời khỏi. Chương 2767, ân tái tạo Húc phong chân nhân, chậm đã, tần trần còn không có vào. Thu thủy chân nhân đột nhiên nôn nóng nói ra, tần trần, mau vào, hắn hướng về phía tần trần nôn nóng truyền âm nói ra. Hả, bạn đang nghe chuyện trên audio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không gian truyền tống thuật, tần trần nghe được truyền âm, vội vàng nhìn lại, liền thấy húc phong chân nhân thi triển phá không phù một màn, trong lòng cả kinh, này thần của minh mấy người vậy mà muốn rời đi nơi này. Bất quá cũng vậy, đối mặt tuyệt hình thiên ba đại cường giả thần cổ minh bảy đại phân minh chủ căn bản bất lực không thể ta không thể đi tần trần lắc đầu thần cổ minh người có thể vừa đi nhưng hắn đi tư tư làm sao bây giờ hắn còn không có tìm được tư tư này phá không phù thi triển ai biết sẽ truyền tống chỗ đó chờ hắn trở về tư tư nếu như bị tuyệt hình thiên ba người tìm được bắt làm sao bây giờ liền hắn do dựa giữa ầm ầm đại điện chấn động vô tận tiếng nổ bao phủ tuyệt hình thiên ba người vừa kinh vừa sợ theo thương nguyên đồ trong điên cuồng giết ra tới. Tần Trần, Thu thủy chân nhân lo lắng nói, "Khúc Phong chân nhân, nhanh chóng thôi động phá không phù, nếu không liền không kịp." Phong vô lượng nôn nóng nói ra, "Tần Trần sống chết, hắn mới lười nhắc quản, ước gì Tần Trần chết ở chỗ này." Khúc Phong chân nhân, "Tần Trần là vạn cổ lâu khách khanh, nếu như chết ở Tử Linh vực, chúng ta thần cổ minh làm sao hướng vạn cổ lâu đại giáo?" Thu thủy chân nhân còn muốn tranh thủ, "Khúc Phong chân nhân, vạn cổ lâu thì thế nào?" bọn họ và ta thần cổ minh chỉ là hợp tác chẳng lẽ vì bọn họ người mấy người chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao phong vô lượng tức giận nói khúc phong chân nhân trong ánh mắt có vẻ bất nhẫn nhưng cuối cùng cắn răng một cái đi hắn không chút do dự thôi động phá không phù đồng thời điên cuồng hét lên tần trần hảo hán tử đầy nghĩa khí chỉ cần ngươi không chết ta thần cổ minh chắc chắn nhận ngươi tình ngươi chính là chúng ta đại ân nhân tương lai nhất định có thể trở thành thiên giới đại nhân vật đang cuồng hống giữa, húc phong chân nhân đột nhiên, trên thân thể thọ mệnh thiêu đốt, mãnh liệt lao nhanh, phá không phù đột nhiên phát quang, bao quanh hắn cái thế thiên thánh, toàn bộ đều xuyên qua ra ngoài. Nhu cốc tiên tử trên mặt mấy người cũng đều có vẻ bất nhẫn, tần trần cường thế đánh vỡ thương nguyên đồ, để cho bọn họ trốn tới, nhưng bọn họ lại trực tiếp thôi động phá không phù, rời đi nơi này, trong lòng tự nhiên có nhẹ nhẹ ái náy. Nhưng thiên giới bên trong, liền là như vậy, bọn họ không đi, liền phải chết ở chỗ này, So lên tánh mạng mình, cái gì ái náy, cái gì danh tiếng, cái gì vạn cổ lâu chỉ trích, đều không trọng yếu. Chỉ có sống mới có hy vọng. Về phần Tần Trần, tất cả mọi người thở dài lắc đầu, ai cũng biết, Tần Trần làm một nửa bước thiên thánh, tại Tuyệt Hình Thiên Tam đại cái thế cường giả, đã thương huyền đồ dưới sự công kích, tuyệt đối không có bất luận cái gì sinh còn khả năng. Đúng như Húc Phong chân nhân từng nói, Tần Trần thật muốn có thể còn sống sót không chết, đối với bọn họ bảy người không thể nghi ngờ là ân tái tạo cũng là thần cổ minh đại ân nhân, với lại, tần trần có thể theo tam đại cái thế trong tay cường giả sống sót, trở thành thiên giới đại nhân vật, đó cũng là sớm muộn sự tình. Nếu như không phải tần trần phá vỡ thương nguyên đồ, cho bọn hắn chạy thoát thân cơ hội, bọn họ bảy người tất cả đều chết ở chỗ này, đối với thần cổ minh, đem là không thể đánh giá tổn thất, toàn bộ thần cổ minh cũng có thể vì vậy sụp đổ. Vù vù, hư không xuyên qua, bảy đại cái thế thiên thánh, thoáng cái tiến vào trong hư không, thoát đi hoang cổ phế tích không muốn sống điên cuồng xuyên qua, bảy người liên hợp lại cùng nhau, thi triển không gian khiêu dược thuật, mỗi cái đều điên cuồng thiêu đốt bản thân thọ mệnh, nhanh như điện chớp qua vô số không gian. Chỉ là trong nháy mắt, bảy đại cường giả cũng không biết trốn chỗ đó. Húc phong chân nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thình thịch, hồi lâu người, phá không phù lực lượng hao hết, bảy người theo trong hư không nhất tề bị chấn ra đến, mỗi cái khí sắc đều trắng bệch, cả người tiên huyết, hai mặt nhìn nhau, đau khổ bất kham, Ai cũng không nghĩ đến, lần này hoang cổ phế tích hành trình sẽ lấy phương thức này kết thúc. Phóng nhãn bốn phía, bọn họ đã tới hoang cổ phế tích danh giới, đi ngang qua chẳng biết bao nhiêu vạn dặm. Đại giới là vô số mọi người thiêu đốt thọ mệnh, cùng một cái thiên phẩm đỉnh cấp phiến cổ phá không phù. Không thế nào làm, tốt xấu chúng ta sống lại, hơn nữa còn biết, tuyệt hình thiên ba đại cường giả vậy mà liên hợp lại, muốn lợi dụng lần này hoang cổ phế tích dị động, nhất tề đột phá thiên thánh trung kỳ. Như vậy thực lực, không phải chúng ta có khả năng giết, nhất định phải mau nhanh trở lại trong liên minh, cho biết minh chủ đại nhân, bằng không nói, ta thần của minh kế tiếp liền phải đối mặt tai họa ngập đầu. Húc phong chân nhân nói, tần trần làm sao bây giờ, thu thủy chân nhân khuôn mặt đau khổ, tần trần là chết nhất định, tuyệt đối không có nửa điểm sinh còn khả năng, ai, hắn xem như là cứu chúng ta một mạng, nếu không phải là hắn, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chúng ta phải thế nào đền bù tổn thất mới tốt, còn đền bù tổn thất cái gì, Phong vô lượng cười lạnh một tiếng, là chính bản thân hắn muốn tới trước hoang cổ phế thích, cứu bạn gái hắn, hiện tại chết ở chỗ này, cũng không có biện pháp, không phải chúng ta có thể quyết định, ta cảm thấy, ngược lại là có thể đem tin tức này truyền lại cho vạn cổ lâu, tần trần không phải vạn cổ lâu người sao. Nói cho vạn cổ lâu, là tuyệt hình thiên ba người giết hắn, hắn muốn tại vạn cổ lâu thật có địa vị, nói không chừng vạn cổ lâu tức giận phía dưới, sẽ phái sai cao thủ tới trước, diệt sát tuyệt hình thiên ba người cũng không nhất định. Si, đây cũng là một ý kiến hay, hiện tại tuyệt hình thiên ba người liên thủ, chúng ta thần cổ minh là tuyệt đối ngăn cản không, thế nhưng vạn cổ lâu tuyệt đối có thể chống đỡ, có thể lợi dụng vạn cổ lâu cao thủ, đến tiêu diệt tuyệt hình thiên bọn họ. Hạt Mỹ nhân ánh mắt sáng, tuyệt đối không thể, nếu như vạn cổ lâu thật nguyện ý phái cao thủ tới trước, nói rõ tần trần tại vạn cổ lâu địa vị không giống bình thường, hiện tại người chết tại chúng ta từ linh vực, vạn cổ lâu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ A, đến thời điểm xui xẻo hay là chúng ta. Có thể làm sao, đây là không có thể cải biến sự thực, đi thôi, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, về trước thần cổ minh, đem tin tức nói cho minh chủ đại nhân, làm khác quyết định. Đúng, mau rời đi nơi này, bằng không tuyệt hình thiên ba người giết Tần Trần, truy tung chúng ta tới, chúng ta liền nguy hiểm. Đi, bảy đại cái thế thiên thánh, ao ao rời đi, lần nữa biến mất tại hoang cổ phế tích trong. Trong đại điện, ầm, thần cổ minh bảy đại cường giả sau khi rời khỏi, Tần Trần thân thể rung một cái lập tức ép buộc lấy càn khôn tạo hóa ngọc điệp, thoáng cái lao ra đại điện. Hắn không phải muốn trốn khỏi hoang cổ chi đô, mà là trực tiếp chui vào hoang cổ chi đô địa, muốn ẩn núp. Tần Trần đã sớm tính toán kỹ, thần cổ minh bảy đại cao thủ sau khi rời khỏi, chỉ dựa vào một mình hắn muốn muốn chảm sát tuyệt hình thiên ba người độ khó cực cao, sở dĩ đi trước ẩn núp, trong bí mật tu luyện, đợi khi tìm được Trần Tư Tư sau, nữa rời đi nơi này. Tần Trần mơ hồ cảm giác có dũng khí, Trần Tư Tư biến mất ở hoang cổ chi đô trong, chắc là tiến nhập một cái chỗ thần bí, thậm chí khả năng có được kinh thế kỳ ngộ, nếu không không cách nào giải thích trước hắn cảm giác được thần bí kia mị hoặc nữ tử. Chương 2768, đuổi tận giết tuyệt. Hắn đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, có khả năng thuận lợi chạy trốn. Tần Trần mới vừa lao ra đại điện, tuyệt hình thiên ba đại cường giả đã giết ra tới. Đáng chết, vậy mà để cho thần cổ minh bảy người chạy thoát, cơ hội tốt như vậy, giết bọn hắn bảy người, thôn vệ bọn họ lực lượng chúng ta vô cùng có khả năng ở chỗ này trực tiếp đột phá thiên thánh trung kỳ, hiện tại cư nhiên thành công dã tràng. Tuyệt hình thiên ba người, hồn hền, trên mặt không còn có đạm định, từng cái vừa kinh vừa sợ. Đều là tiểu tử này, lại có thể phá ra chúng ta thương nguyên đồ, hắn thi triển ra đó là cái gì bảo vật, chắc cũng là một loại không gian trí bảo, trước đó tại thương nguyên đồ trong thời điểm, có thể ngăn chặn thương nguyên đồ không gian khí tức, chẳng lẽ là so thiên phẩm trí bảo còn muốn càng đáng sợ hơn bảo vật. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kính Hồ chân Nhân là thương nguyên đồ chủ nhân, cũng cùng Tần Trần đã giao thủ, đối càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng càng thêm rõ ràng, trong tròng mắt dũng động tham lam quang mang. Không thể để cho tiểu tử kia cũng chạy, tuyệt hình thiên tại trong khoảnh khắc, liền kịp phản ứng, đại thủ đầy một cái, phương viên hơn ngàn dặm đều bao phủ tại một trong tay, xuống phía dưới thì bắt, cố đô mặt đất, từng khúc hủy hoại, càn khôn đều bị hắn một chảo chộp trong tay thiên địa đều tại ta nắm trong lòng bàn tay, tiểu tử thối, người nghĩ trốn, không có khả năng, không có ai có thể theo trên tay ta chạy thoát. Bạch Hy nho nhã nam tử tuyệt hình thiên mắt nhìn hướng trong lòng đất, liền thấy một nhàn nhạt cái bóng, dưới đất chui vào, mượn không gian kia trí bảo, vô số phế tích đều bị hắn chui xuyên. Này hoang cổ chi đô phía dưới, không biết bao nhiêu phế tích, bao nhiêu thạch thất, mỗi một tầng thạch thất, đều cực kỳ bao la, có to tới trăm dặm, có thậm chí nhiều vạn dặm, một tầng một tầng, thâm nhập dưới đất, thiên thánh đều không cách nào dò tra rõ. Với lại ở chỗ này, hoang cổ lực dưới ảnh hưởng, thiên thánh cảm nhận sẽ bị giảm mạnh, bằng không lớn như vậy hoang cổ chi đô, sớm đã bị vô số cường giả tìm khắp. Người này khó trách bị thần cổ minh người mang đến, lại có như vậy không gian bảo vật, nếu như chúng ta có thể có được, tìm hiểu kỹ càng, liền có thể dựa vào cái này tôn trí bảo, tìm hiểu nhiều không gian lực lượng cùng tuyệt học, nói không chừng, còn có thể đem toàn bộ hoang cổ chi đô triệt để tìm khắp, tìm được dị biến đầu nguồn, lấy được kỳ ngộ, thành tựu vô thượng cảnh giới. Kính hồ chân nhân hét lớn, tuyệt hình thiên, người đuổi bắt tiểu tử này, ta và không hư lão nhân đi đuổi bắt thần cổ minh người, có thương nguyên đồ tại, nói không chừng còn có thể đem thần cổ minh người cho tìm được, tuyệt không thể để cho bọn họ chạy, bằng không để lộ chúng ta liên thủ bí mật, lại đến từ linh vực hắn đỉnh cấp thế lực chú ý, sẽ có rất nhiều phiền toái. Được, các người đi vào chém giết thần cổ minh người, ta đi tóm lấy tiểu tử kia, hẳn là không có vấn đề gì. Trong chớp mắt, kính hồ chân nhân cùng không hư lão nhân đỡ thương nguyên đổ thoáng cái bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất, rời khỏi này hoang cổ phế tích, đuổi theo giết bảy đại cái thế thiên thánh. Tốt lực lượng cường đại, tần trần thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp tại đây hoang cổ chi đô địa chạy trốn, thế nhưng như cũ cảm giác được tuyệt hình thiên lực lượng, phô thiên cái địa chân áp xuống, quả thực là vô luận chạy trốn tới địa phương nào cũng sẽ bị thoáng cái bắt trở lại. Hoang cổ chi đô địa, phi thường khó có thể đi sâu, có vô số hoang cổ chi khí oanh nhiễu, coi như là tần trần đối hoang cổ chi khí không có bất kỳ chống cự cúng vô dụng, bởi vì nơi này chất liệu, hết sức cứng rắn. Tần trần cũng là lợi dụng càn khôn tạo hóa ngọc điệp, thôi động không gian áo nghĩa, mới có thể xuyên qua địa, nhanh chóng phi đột. Đương nhiên, hắn cũng cảm thụ được phía sau chỉ có tuyệt hình thiên một lực lượng cá nhân, thế nhưng, cũng chẳng biết đạo kính hồ chân nhân cùng không hư lão nhân đã rời khỏi, hắn không dám mạo hiểm như vậy, một khi hắn lại lần nữa bị vây thương nguyên đồ, liền nguy hiểm, ba đại cường giả vây công phía dưới hắn cũng muốn nguy hiểm xuyên qua tần trần đi xuyên địa giống như đào núi giáp đào núi đất này là từng tầng một thạch thất đều là hoang cổ phế tích đã từng cái kia bộ lạc kiến tạo ra được với lại vô cùng cứng rắn thủ đoạn sâu không cách nào tưởng tượng mỗi một tòa thạch thất hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa lợi hại cấm pháp còn có thiên giới quy tắc chi lực bất quá trong đều chống trơn hiển nhiên là bị người thăm dò qua tần trần cũng không để bụng hắn mục tiêu là chạy khỏi nơi này hắn mơ hồ cảm giác được đất này chỗ sâu, dường như có một loại có thể cùng thổ bình cộng hưởng khí tức, đồng thời, một cổ cường đại lực lượng, mơ hồ cùng thân thể hắn xuất hiện câu thông, phảng phất tại triệu hoán hắn, lại có chút cùng loại là tư tư khí tức, không cách nào phân biệt. Tần Trần hy vọng nhất là tư tư tại, chỉ cần tìm được tư tư, hắn có thể triệt để thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng, đến thời điểm ẩn giấu tại trong hư không, nhiều hoang cổ phế tích lực lượng, hoàn toàn có thể tránh né tuyệt hình thiên tìm kiếm. Tiểu tử, nghĩ không ra trên người ngươi, lại có như vậy không gian trí bảo, bảo này, có thể là thiên phẩm đỉnh phong trí bảo, giao ra đây đi, loại bảo vật này, không phải ngươi một cái nho nhỏ nửa bước thiên thánh có thể có được, giao ra đây, vẫn có thể lưu ngươi một cái mạng. Tần Trần liên tục bỏ chạy, để cho tuyệt hình thiên tức giận dị thường, đột nhiên, hắn thi triển ra nhất đạo bí thuật, một cổ minh mông ra sức, bảo tạc lên, trực tiếp truyền lại, không biết thi triển ra cái gì kinh khủng bí pháp, vậy mà truy kích kịp Tần Trần. Âm! Um tần trần cả người rung một cái, phảng phất xúc động đến cấm chế gì, tức khắc, bốn phía hoang cổ khí tức ù ù tiếng nổ, vô số không gian chiết điệp, tần trần chỉ cảm thấy không gian đảo lộn, trong nháy mắt rơi ở một cái địa trong huyền động, vô cùng thật lớn, có chừng trong vòng ngàn dặm, bốn phía phát họa vô số quỷ dị văn lộ, tại hạ kiến tạo thành kỳ tích. Bốn phía hư không, hết sức quỷ dị, phảng phất đi tới một không gian khác, nồng nặc hoang cổ chi khí, cơ hồ hóa thành thực chất. Siêu, tại tần trần bị chấn ra lúc tới sau, Bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên cũng hạ xuống bên trong tòa hang động này, đối mặt với tần trần, một đôi nhãn thần hung hăng quét bắn tới, muốn đem tần trần cả người đều cho triệt để hòa tan. Tiểu tử, người rất tốt, nửa bước thiên thánh, lại có thực lực như vậy, bực này thiên tư, có lẽ một phủ truyền thừa thánh tử cũng là như vậy chứ. Thật muốn chiến đấu, có lẽ một dạng thiên thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh đều bắt không được ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi gặp được là bản tọa, đều lấy ra đi, lấy ngươi thiên tư, trên thân hẳn còn có đừng bảo vật, để cho bản tọa nhìn một chút, ngươi có thể hay không trốn nữa chạy. Tuyệt Hình Thiên từng bước một tiến về phía trước, phong tỏa lại Tần Trần chỗ có khí tức. Tuyệt Hình Thiên, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, ta tới đầu có thể là không như bình thường, ngươi giết ta, toàn bộ tử linh vực đều có thể rung động, phải gặp đến rất nhiều thánh chủ công kích, còn dưới quyền ngươi thế lực, sẽ hủy trong chốc lát, mà ngươi, càng là khó thoát khỏi cái chết, trên trời dưới đất, thiên giới vạn vực, ngươi trốn chỗ đó cũng không được. Tần Trần Nhãn Châu xoay động nói hắn linh hồn lực đảo qua, phát hiện bốn phía xác định chỉ có tuyệt hình thiên một người, kính hồ chân nhân cùng không hư lão người đều không tại, tức khắc ung dung nhiều. chương 2769, Thiên giới hình đài. Hả, tuyệt hình thiên mắt sáng lên, cười lạnh, người tới đầu rất lớn. Giết ngươi, tử linh vực liền phải bị rất nhiều thánh chủ tiến công. Ngươi cho là ngươi là ai? Quảng Hàn phủ chủ nhi tử, coi như là Quảng Hàn phủ chủ nhi tử, cũng không cái này năng lực, tử linh vực tại thiên giới đứng vững vàng nhiều năm như vậy, không phải tốt như vậy tan vỡ. Ngươi liền cho rằng ngươi nhất định có thể bắt được ta. Ăn chắc ta, tần trần chứng kiến tuyệt hình thiên chỉ có một người, không chút nào sợ sệt, liên tục cười lạnh, ngươi mặc dù là chỉ nửa bước bước vào thiên thánh trung kỳ cường giả, nhưng muốn bắt bản thiếu, còn thiếu một chút hỏa hậu, huống chi, bản thiếu còn có không gian bí bảo. Thật là chuyện tiếu lâm, không sai, ngươi không gian kia chí bảo xác định lợi hại, thế nhưng ngươi liền thiên thánh đều không phải là, há có thể triệt để thôi động ra loại bảo vật này uy lực. Nếu như ngươi là thiên thánh, bản tỏa có lẽ còn có một chút cố kỵ, thế nhưng hiện tại, ngươi bất quá là ta trong miệng mỹ thực mà thôi. Đừng nói nhảm, giao ra bảo vật, bản tỏa cao hứng phía dưới, có lẽ có thể cho ngươi lưu đường sống. Bạch Hy nho nhã nam tử tuyệt hình thiên từng bước đi tới trước, cho tần trần áp lực, mỗi một bước đều mang không gian phong tỏa, dường như muốn đem tần trần áp bách được sụp đổ, dần và tâm thần hắn. Đùng, 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 bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt hình thiên từng bước bước ra, tổng cộng đi ra 7 bước, mỗi một bước, đều mang kinh khủng khí cơ, như là đòi mạng âm phù, khi hắn bước thứ 7 đạp xuống thời điểm, trước đó vô số áp lực hội tụ vào một chỗ, như là tạo thành biển khiếu. Đây tuyệt hình thiên một môn bí thuật, chảm đầu thất bộ. Thiên giới hình đài, muốn chảm sát tội phạm, đao phủ theo dưới đài đi tới trên đài, thường thường tổng cộng muốn đi 7 bước, đây chính là chữ danh chảm đầu thất bộ, là một môn đỉnh cao nhất bí thuật, thường thường bảy bước vừa đến, phạm tâm thần người cũng đã triệt để mất khống chế, tâm thần bị xé nứt, thất khiếu chảy máu, thậm chí không chảm từ chết. Âm âm, khi tuyệt hình thiên đi tới bước thứ bảy thời điểm, vô hạn lực lượng hội tụ vào một chỗ, âm âm dũng mãnh tràn vào tần trần thân thể, tần trần thân thể ầm thoáng cái, phát ra dạn nước thanh âm, tựa hồ là sẽ bạo tạc. Được, tuyệt hình thiên một tay chộp tới, thi triển ra trí cao võ học, hình đài bao phủ, một cái vô hình hình đài xuất hiện trong thiên địa muốn tuân theo thiên giới ý chí chém giết sở hữu làm trái phản thiên điều tội phạm thế nhưng tần trần cũng không có bạo tạc mà là đột nhiên trong thân thể bộc phát ra một cổ không gì sánh kịp kịch liệt khí tức khởi nguyên lực xung quanh dân cả người trong thân thể thoáng cái bạo dũng ra cuồng mãnh lực lượng trực tiếp đánh ra khởi nguyên thần thông tần trần đòn sát thủ cùng lúc đó khởi nguyên thần thông bên trong còn dung hợp liệt không thần ngân lực lượng đây tần trần hai đại đỉnh cấp sát chiêu vào giờ khắc này dung hợp vào một chỗ, cuồng mãnh thi triển ra. Không được, tuyệt hình thiên tâm linh cũng cảm giác được lớn đại nguy hiểm, vội vã lui lại, thế nhưng hắn hình đài bao phủ lại ầm ầm gian phá thành mảnh nhỏ, bị oanh kích được bị vỡ ra. Tần trần khởi nguyên thần thông cùng liệt không thần ngân bước bách qua đây. Đây là cái gì bí thuật, thật mạnh uy lực, loại này mẫn diệt hư không, sinh ra vô cực khí cơ, thiên giới vẫn còn có như vậy bí pháp. Chẳng lẽ là thánh chủ bí pháp, tuyệt hình thiên cảm giác được bản thân thánh nguyên, Từng khúc sụp đổ, sắc mặt không khỏi hiển hiện ra khiếp sợ và tức giận, bất quá hắn lại nhận thức không ra Tần Trần chiêu thức tới. Khởi Nguyên Thần Thông, là Tần Trần sáng tạo độc đáo bí pháp, mà Liệt Không Thần Ngân, vốn là thánh chủ thần thông, thậm chí ngay cả thánh chủ đều sợ hãi công kích, có khả năng hư không lưu vết, chém giết linh hồn, tuy là Tần Trần còn không cách nào đem cái môn này thần thông diễn hóa đến mức tận cùng, nhưng một khi thi triển, cũng không phải phổ thông cường giả có khả năng ngăn cản. Đặc biệt Tần Trần trong khoảng thời gian này liên tục cân nhắc, đem hai loại thần thông hiệu quả kết hợp với nhau, hai hai kết hợp, tạo thành một loại tăng thêm sự kinh khủng công kích. Ầm, um, Bạch Y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên liên tiếp lui về phía sau, cũng không có tán loạn, mà là chân đạp huyền ảo cước bộ, một bước một cái vết chân, trong thân thể phát ra vô tận pháp tắc bản nguyên, thọ nguyên thiêu đốt, tinh huyết bành trướng, đánh ra thiên quy hàng lâm sát chiêu tới. Thiên địa vô cực, ta là hình đài, nắm giữ hình phạt, quần thánh phách dịch. Tuyệt hình thiên giống to bên trong, trong tay vậy mà xuất hiện nhất đạo chiến phủ hư ảnh, phảng phất là nắm giữ thiên quy pháp trường đao phủ, tại thay trời hành đạo, tại chém giết thiên phạm. Một chiêu này đánh ra giữa, trong thân thể của hắn, lại có một cái viễn cổ thánh mạch đang kịch liệt thiêu đốt. Hào tiểu tử, người vậy mà có thể bước bách ta thi triển này các loại bí pháp, lợi hại, lợi hại, nửa bước thiên thánh cư nhiên đem bản tọa bức bách đến mức độ này, quả thực là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Đáng tiếc a à, đáng tiếc, người cũng không phải thiên thánh, coi như là thần thông cường thịnh trở lại, cũng là có hạn, nếu như ngươi là thiên thánh tu vi, một kích này, tuyệt đối có khả năng đem ta trọng thương, thậm chí một kích chém giết, nhưng đáng tiếc hiện tại, còn không làm gì được ta. Lực lượng kinh khủng bạo phát, một trận kịch liệt bạo tạc. Tần trần khởi nguyên thần thông, liệt không thần ngân cư nhiên bị ngăn cản. Sau đó, hai cái động chạm kịch liệt, vô tận tiếng nổ vang vọng, lực lượng đáng sợ trùng kích, rầm rầm rầm, lực lượng kinh người, có thể đơn giản diệt sát một tôn cái thế thiên thánh, làm cho Tần Trần thi triển ra công kích, cũng đều ầm ầm tan vỡ, giống như một tòa cao ốc tại ầm ầm sụp đổ. Ầm, Tần Trần thoáng cái bay rất ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trên thân áo bảo xé rách, nếu như không phải hắn thân thể cường hãn vô cùng, giống như thần ma, một kích này, hắn sẽ trọng thương, thậm chí ngã xuống. Dù vậy, Tần Trần trong cơ thể y nguyên khí huyết dũng động, có loại muốn thổ huyết kích động. Trái lại Tuyệt Hình Thiên cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng trên thân áo bảo coi như hoàn hảo sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, lại lần nữa hồng nhuận. Không xong, nửa bước thiên thánh cùng thiên thánh trung kỳ cường giả tranh lệch quá lớn. Này tuyệt hình thiên tuy là còn không phải chân chính thiên thánh trung kỳ cường giả, nhưng thật chỉ nửa bước đã bước vào đến cảnh giới này, trong cơ thể đã có thiên thánh trung kỳ quy tắc chi lực, chỉ là thánh nguyên còn chưa từng hoàn toàn chuyển hóa, cùng thiên thánh trung kỳ cường giả ngoại trừ thánh nguyên cường độ trên có chỗ khác biệt bên ngoài, hắn đều không kém nhiều, ta coi như là thi triển ra khởi nguyên thần thông, liệt không thần ngân cũng không cách nào mang đến cho hắn chân chính vết thương tần trần trong nháy mắt cũng biết kết quả cũng biết này tuyệt hình thiên khủng bố cỡ nào khó trách có thể để cho thần cổ minh một cái như vậy thế lực lớn nghe mà biến sắc ngoại trừ tu vi ở ngoài này tuyệt hình thiên nắm giữ thần thông cũng vô cùng kinh khủng có thể dẫn động thiên quy hóa thân thiên giới trên pháp trường đao phủ cái gì đó người có thể ngăn cản quả thực không thể chiến thắng nếu quả thật đưa hắn trở thành thiên thánh trung kỳ cao thủ có lẽ một dạng thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả cũng chưa chắc có thể bắt được hắn đối một tên võ giả mà nói tu vi là đệ nhất trọng yếu thế nhưng trưởng khống quy tắc thần thông tương tự vô cùng trọng yếu có thể quyết phân thắng thua chết đánh bại tần trần cái thế công kích tuyệt hình thiên bước nhanh tới toàn thân tản mát ra từng đợt diệt việt nhân gian khí tức, phù vù, vù hắn xong đồng thần hồng bạo phát trong tay đột nhiên xuất hiện một khối có màu nâu xám lấm tấm đá hòn đá kia một khi thôi động tức khắc thiên địa tiếng nổ, lại hóa thành một tòa thật to hình thái hư ảnh. Chương 2770, trí cao tài quyết. Này hình đài sương mù, nhuộm đầy thiên giới cường giả tiên huyết, giống như luyện ngục. Tiểu tử, đây là ta tuyệt hình thiên chí bảo, thiên hình chi thạch, có thể chết ở bản tọa một chiêu này xuống, là ngươi hân hạnh, có lẽ ngươi còn không biết, ta này một tảng đá, chính là từ viễn cổ thiên giới một tòa chân chính hình đài phía trên để lại, phía trên lưu lại có năm đó chấp hình chém giết vô số cường giả tiên huyết, có thể chết ở ta một chiêu này xuống, ngươi cuộc đời này không tiếc, tam sinh hữu hạnh. Tuyệt hình thiên từng bước một tiến về phía trước, lớn tiếng nói nói. Đây là hắn cuối cùng thần thông, hình đài hàng lâm, ta là chấp pháp. Hắn hết thảy công pháp đều là tới từ một cái di tích viễn cổ, di tích viễn cổ đã từng là viễn cổ thiên giới một cái thiên giới pháp trường đao phủ lưu lại, bị hắn lấy được, đồng thời cũng nhận được một khối này thiên giới hình đài thạch, đây là hắn chí bảo, không người biết trong ẩn chứa viễn cổ thiên giới rất nhiều đại nhân vật bị hành hình lúc lưu lại ý niệm một khi thi triển chân chính thiên thánh trung kỳ cường giả đều không cách nào ngăn cản huống chi tần trần như thế cái nho nhỏ nửa bước thiên thánh bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ giờ này khắc này hình đài thạch tỏa ra túc sát quang mang đem vùng thế giới này đều hóa thân trở thành thiên giới pháp trường mà tuyệt hình thiên còn lại là pháp trường trong đao phủ không thể địch nổi hắn ngay từ đầu cùng tần trần khi đối chiến cũng không có muốn thi triển này một kiện bí bảo, theo hắn, bất kể là thần cổ minh bảy đại phân minh chủ, vẫn là tần trần, đều không có tư cách đưa hắn thi triển ra cái này bí bảo. Đặc biệt đối phó tần trần như thế nửa bước thiên thánh vãn bối, vận dụng hắn bí mật trí bảo, cuối cùng sát chiêu, thật sự là quá mức, tự tôn đều không cho phép hắn làm như thế. Thế nhưng hiện tại, hắn biết, nếu như không dùng tới hình đài thạch lực lượng, rất có thể, không cách nào chân chính liệp sát tần trần. Đối phương tuy là không phải là mình đối thủ, thế nhưng tùy thời đều có thể chạy trốn, căn bản là không có cách đuổi theo, e là đối phương còn có kia loại không gian trí bảo, tại hoang cổ chi đô địa, hoang cổ chi khí càng nồng nặc, bản thân qua lại, đều có một chút khó khăn. Có thể tần trần, trước đó chạy địa lúc, phảng phất như cá gặp nước, không có chút nào bị nghẹt trệ, để cho tuyệt hình thiên kiêng kỵ rất sâu. Sở dĩ, hắn hoàn toàn không cho tần trần chạy trốn cơ hội. Hình thiên lực, bao phủ vạn giới, tất cả lực lượng, từ đó phong tỏa thời không, hóa thành pháp trường, có thể trói lại đỉnh cấp đại nhân vật, để cho tần trần không thể trốn đi đâu được, đến không thể đến. Ô ô ô, vô số khí sơ sắc tiêu điều, điều bao phủ tới, đem tần trần làm thành làm trái thiên quy tội phạm, muốn trói buộc tại đây hình trên đài. Tần trần thân thể, vậy mà không cách nào động đậy lên. Cái gì, tần trần kinh hãi, hắn không ngờ rằng tuyệt hình thiên vẫn còn có như vậy bảo vật, thiên giới viễn cổ pháp trường thạch, này là đáng sợ đến bực nào. Viễn cổ thiên giới, xúc phạm luật trời thiên quy, bị áp lên pháp trường chém giết đó cũng đều là đỉnh cấp đại nhân vật những đại nhân vật này đều nhuốm máu tại đây pháp trường trên đá bộc phát ra khí cơ mặc dù không có vài năm trôi qua y nguyên vô cùng đáng sợ tiểu tử chớ phản kháng coi như là thiên thánh trung kỳ cường giả tại bản tọa hình đài dưới đá cũng khó mà ngăn cản càng không cần phải nói là ngươi yên tâm giết ngươi người bảo vật đều sẽ trở thành bản tọa bảo vật bản tọa sẽ đưa chúng nó phát dương quang đại tuyệt hình thiên huy động nhuốm máu hư vô chiến phủ hai mắt trợn tròn ù ù chém xuống vù vù mắt thấy tuyệt hình thiên pháp trường lực long trọng ở tần trần muốn đem hắn chém giết thời điểm đột nhiên tần trần trong thân thể lôi đình chi lực như là đã bị khiêu khích một dạng đột nhiên bạo dũng ra oanh két trong hư không nhất đạo diệt thế vậy hủy diệt lôi đình xuất hiện mang theo kinh sợ ý tứ hàm xúc phảng phất một cái thần long đã bị loài run dế khiêu khích ầm ầm bổ xuống dưới xác xác hình đài thạch chỗ diễn hóa pháp trường thế giới vậy mà trong nháy mắt vỡ nát ngay sau đó, tuyệt hình thiên trong tay hình đài thạch run lẩy bẩy, tại này lôi đình lực lượng khí cơ chấn nhiếp, phút chốc hóa thành một khối phổ thông đá, không dám phóng xuất ra mảy may hình phạt khí tức. Cảm thụ được điểm này, lôi đình chi lực cũng theo đó trong nháy mắt biến mất, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Đó là cái gì lực lượng, tài quyết chi lực, chẳng lẽ là nắm giữ thiên giới hình phạt, trí cao tài quyết chi lực. Tuyệt hình thiên kinh hãi nhìn trong tay mình quy vi bình thường hình đài thạch, đây chính là hắn theo di tích viễn cổ ở bên trong lấy được thiên giới pháp trường thạch, dĩ nhiên cũng như thế yên lặng. Càng làm cho hắn hoảng sợ là trước kia lập lè một cổ kinh khủng lôi đình khí cơ, cùng hắn lấy được trong truyền thừa theo như lời tài quyết chi lực cực kỳ cùng loại. Tài quyết chi lực A, nghe đồn là thiên giới trí cao vô thượng nhất lực lượng, nắm giữ thiên giới hết thảy đại nhân vật sinh tử. Hắn lấy được chỉ là một gã viễn cổ thiên giới pháp trường đao phủ truyền thừa, tại viễn cổ thiên giới, đao phủ tại hình phạt bộ môn, đó là hèn mọn nhất chức nghiệp, mỗi ngày nhiễm tiên huyết, bị coi như là không rõ, là pháp trường trong nhất tầng một nhân vật. Mà viễn cổ thiên giới nắm giữ hình phạt, kinh khủng nhất chính là tài quyết chi lực, chỉ có thiên giới nắm giữ hình phạt thần chủ, mới có lôi đình tài quyết, mà trước đó đột nhiên xuất hiện một tia xét, lại cùng trong tin đồn viễn cổ thiên giới tài quyết chi lực cực kỳ cùng loại. Điều này sao có thể chứ? Một cái nho nhỏ nửa bước thiên thánh trên thân lại có tài quyết chi lực. Đây chính là liền thánh chủ đều không cách nào trưởng khống lực lượng. Không, không nhất định là tài quyết chi lực, dù sao thiên giới đều đại pháp tắc bên trong, lôi đình, bản thân liền đại biểu hình phạt, thiên lôi, chính là đại diện thiên phạt, có lẽ trước đó một đạo lôi đình, chỉ là một loại mang theo thiên lôi ý cảnh đặc thù lực lượng, mới có thể để cho ta có cái loại này ảo giác. Tuyệt hình thiên trong trong mắt đột nhiên nổ bắn ra kích động quang mang. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy hắn liền thật phát. Mặc kệ này lôi đình chi lực đến là lực lượng gì, đều không phải là phổ thông thiên giới lôi hệ quy tắc ẩn chứa liền hình đài thạch đều nguy cơ hình phạt khí tức, nếu là có thể bị ta chiếm được. Tuyệt hình thiên kích động thân thể đang run rẩy, hắn nắm giữ chính là thiên hình thần thông, nếu như nữa trưởng khống này nhất đạo đặc thù lôi đình lực lượng, tương lai tiền đồ, đem vô khả hạn lượng. Thiên thánh hậu kỳ, không, thậm chí thánh chủ cảnh giới, hắn cũng có thể đạt đến. Nhất định phải giết tiểu tử này, tuyệt hình thiên huy động kinh khủng hư vô chiến phủ, hướng tần trần bạo dũng tới, kích động hưng phấn. Càn khôn tạo hóa, nhất nhiệm vũ trụ, Tần Trần cảm thụ được thiên giới hình đài biến mất, mặc dù không biết trong cơ thể mình lôi đình lực lượng vì cái gì đột nhiên bạo động một cái, nhưng trước tiên nắm lấy cơ hội, thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, thân thể lại lần nữa nhảy một cái, hướng huyệt động chỗ sâu bạo lướt đi. ầm, um, Tần Trần ra sức thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, nồng đậm không gian lực lượng bao phủ thân hình hắn tại trong hư không không ngừng lập lòe, tốc độ cực nhanh, thật nhanh chóng tốc độ, tuyệt hình thiên lại lần nữa bị chấn động đến, lần này Tần Trần tốc độ vậy mà so với trước kia thời điểm lại thêm muốn mau hơn một chút, dường như không gian kia trí bảo bộc phát ra uy lực mạnh hơn, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bảo vật. chương 2771, Hoang Thần Cửa Không thể, lần này, liều mạng, cũng muốn đem tiểu tử này bắt hoặc giả giết chết. Tuyệt hình thiên quyết không thể chịu đựng tần trần theo trong tay mình chạy trốn. Tiểu tử, người chạy trốn không được, minh minh tinh phách, lấy hình vì dẫn, thiên giới nội quy, vạn linh đầu hàng coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải đuổi tung đến ngươi. Tuyệt hình thiên thi triển ra hình thiên thuật trong vô thượng truy tung bí thuật, là thiên giới đao phủ khóa chặt tội phạm, một đao phía dưới, mặc kẻ thiên phạm có bao nhiêu phân thân phân hồn, đều có thể dọc theo trong chỗ u minh vận mệnh dẫn, nhất cử chém giết vô thượng truy tung bí thuật, vững vàng khóa chặt tần trần. Đáng chết, này tuyệt hình thiên quả thực là phổ cốt chi thư, với lại uy mãnh như vậy, muốn chạy trốn đi hắn truy tung, khó trừ phi ta bộc phát ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp uy lực mạnh nhất, hoặc giả, thì triển thời gian bổn nguyên, ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua, có thể cứ như vậy, càng thêm nguy hiểm, truyền đi, thánh chủ cũng sẽ bị kinh động, muốn tới đuổi giết ta. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần một mặt hướng huyệt động chỗ sâu chạy trốn, một mặt trong lòng tính toán theo công thức, đồng thời hắn cảm ứng được huyệt động chỗ sâu bên trong, dường như có thức giận gì hơi thở, cùng mình càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thổ bình xuất hiện liên hệ, cái loại này trong chỗ u minh cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ, chỗ ấy, có cơ hội có thể thoát khỏi tuyệt hình thiên. Ba bá, bá bá, vô số huyệt động bị xuyên qua, tuyệt hình thiên truy kích cũng càng ngày càng nhanh. Âm âm thoáng cái, tần trần lại lần nữa hạ xuống mặt đất một cái huyệt động thật sâu bên trong, cái huyệt động này, giấu ở một cái nhỏ không gian nhỏ hạt bụi bên trong, trên cơ bản không dễ dàng phát hiện, nhưng thần bí kia thổ bình, lại cùng không gian này hạt bụi phát sinh liên hệ lại bị tần trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp hơi một cảm ứng sẽ xuyên toa đi vào huyệt động cũng không rộng lớn chỉ có phương viên ba nghìn trượng vuông vắn bốn phía là vô số cấm chế phủ văn tần trần vừa tiến đến liền bị cấm chế này phủ văn khí tức kinh sợ kém điểm không cách nào động đầy thật đáng sợ hoang cổ khí tức tần trần mơ hồ cảm giác mình đã tới toàn bộ hoang cổ phế tích thật chính hạch tâm chi địa hắn ngẩng đầu liền thấy huyệt động chỗ sâu là một cánh cửa chính là chỗ này, cùng thổ bình có cảm ứng đồ đạc, ở nơi này cửa sau. Tần trần thân hình thoát một cái, đi tới cửa trước đó. Có thể đột nhiên, hắn thân thể rung một cái, bởi vì, này trên cánh cửa mặt, có một cái huyết thủ ấn, này huyết thủ ấn một đường ngũ thải vẻ, tản mát ra khí tức, lại cùng tần trần trong cơ thể lĩnh ngộ huyên ma tộc đại đạo xuất hiện cộng minh nào đó. Là từ tư, là từ tư huyết mạch, từ tư đến qua nơi này. Tần trần tâm thần kích động, nhìn trên cánh cửa huyết thủ ấn, nước mắt thoáng cái chảy xuống, một loại khôn cùng tưởng niệm, tràn ngập đầu óc hắn, cánh cửa này trên, ẩn chứa nồng đậm hoang cổ khí tức, trừ cái đó ra, cả cái huyệt động rỗng vết, không có bất kỳ bóng người nào. Từ từ đến qua nơi này, như vậy người nàng đây, chẳng lẽ là tiến nhập cửa sau, tần trần bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, này tòa huyệt động, giấu ở hàng tỷ không gian hạt bụi bên trong, căn bản không dễ dàng bị phát hiện, nếu không phải mình có thổ bình chỉ dẫn. Lại thêm càn khôn tạo hóa ngọc điệp đáng sợ không gian lực lượng, cũng không cách nào vào đây, thế nhưng tư tư lại là thế nào vào đây. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu nhìn về phía trước mắt tòa kia thần bí cửa, cửa trên có từng đạo quỷ dị phù văn cấm chế, những cấm chế này phù văn, không phải nhân tộc cũng không phải ma tộc, mà là một loại hoàn toàn mới hệ thống, có lẽ chính chỗ này hoang cổ phế tích trong nghe đồn cái kia viễn cổ bộ lạc. Những cấm chế này, mỗi một lần nhìn thì có một cổ hoang cổ lực hướng dũng mãnh tiến ra, cùng tần trần thân thể, thậm chí càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thổ bình liên hệ với nhau. Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp phát ra vạn đạo hào quang, trong chỗ u minh, Tần Trần phảng phất chứng kiến cánh cửa này sau, một cái tuyệt mỹ mị hoặc nữ tử huyền phù giữa không trung, hiển hiện ra cường đại vô cùng khí tức. Đúng là cái kia Tần Trần trước đó cảm giác được mị hoặc nữ tử. Cô gái này khuôn mặt vô cùng không rõ, nhưng Tần Trần có thể khẳng định, người này cũng không phải tư tư. Vù vù, liền Tần Trần hai mắt xem thấu cửa trong nháy mắt, Tần Trần trong thân thể Bổ Thiên trùy cũng rung động, dường như cánh cửa này sau, có một loại nghịch thiên bảo vật càng làm cho tần trần kinh hãi là, vù vù, xanh biếc yêu kiếm, cũng ở đây hơi rung động, thậm chí thần bí kiếm gì ở trên cũng có từng tia từng tia lưu quang. Cánh cửa này sau đến có cái gì? Tần trần hít một hơi lãnh khí, bổ thiên trùy rung động, rất đơn giản, có thể là cảm giác được nghịch thiên bảo vật, thế nhưng thần bí kiếm gì cùng xanh biết yêu kiếm cư nhiên cũng có phản ứng, loại tình huống này tần trần vẫn là lần đầu tiên gặp được. Mặc kệ cánh cửa này phía sau có cái gì, từ từ rất có thể ở bên trong, bất luận sinh tử, ta đều nhất định phải đi vào. Tần trần ánh mắt ngưng lại, tay phải chợt ấn tại cánh cửa kia trên. Vù vù, trong sát na, trên cánh cửa cấm chế phù văn vậy mà điên cuồng dâng lên, toát ra ánh sáng chói mắt. Sau một khắc, một cổ hấp lực truyền đến, tần trần thân thể vậy mà trực tiếp bị cánh cửa này hút vào, trong nháy mắt, liền biến mất. Tại tần trần xuyên qua cửa trong nháy mắt, một tiếng ầm vang, nhất đạo kinh khủng thân ảnh chịu được vô tận thần bí hư không, tìm được này giấu ở hàng tỷ không gian hạt bụi chỗ sâu huyệt động, thoáng cái hiển hiện ra. Đúng là điên cuồng truy tung tần trần tuyệt hình thiên, nơi này là, tuyệt hình thiên vừa tiến đến, trong huyệt động nồng nặc hoang cổ khí tức, kém điểm đem hắn kinh sợ không thể động đậy, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Nơi này cuối cùng là địa phương nào, thật là nồng nặc hoang cổ khí tức, chẳng lẽ là hoang cổ phế tích hạch tâm chi địa. Tuyệt hình thiên hai mắt sáng, chợt lại toát ra thật sâu nghi hoặc. Cổ quái, này hoang cổ chi đồ địa chỗ sâu, Ta đã từng tìm kiếm qua vô số lần, đều chưa từng phát hiện chỗ này thần bí huyệt động, làm sao tiểu tử kia thứ nhất thì có khả năng phát hiện nơi này. Nếu như không phải lợi dụng hồn phách truy tung thuật, ta thiếu chút nữa thì muốn cân đâu, mà ta thần niệm lực lượng, so tiểu tử kia có thể mạnh hơn, huyệt động này cư nhiên tiểu tử kia có thể tìm tới, ta trước đó lại tìm không được. Tuyệt hình thiên ánh mắt lập loè, nhìn tình huống bốn phía, tựa hồ là muốn tìm tìm ra cái gì đến, nhưng trong huyệt động, rỗng tuếch, chỉ có phần cuối có một cái cửa. Nơi này thần bí như vậy, nhất định là sẽ có cái gì bảo tàng, nhìn lại tiểu tử kia đã tiến nhập trong cánh cửa, ta trực tiếp tiến nhập, nhân bảo đều được, người này thật đúng là ta phúc tinh. Tuyệt hình thiên trên mặt, hiển hiện ra một chút nhe răng cười, hai tay chợt dùng sức, muốn đẩy ra huyệt động kia chỗ sâu cửa. Âm âm, hắn thánh nguyên vừa mới tiếp xúc đến vị này cửa đá trong nháy mắt, trên cửa đá, đột nhiên bộc phát ra một mảnh nồng nặc hào quang, hào quang bên trong, xuất hiện một chữ, cái chữ này, là cổ xưa văn tự tượng hình, là một cái hoang tự. Hoang cổ phế tích hoang, cái kia hoang tự ầm ầm thoáng cái, chân áp xuống, lập tức tuyệt hình thiên toàn thân bạch y, đều bị xé nứt, thoáng cái bị đánh bay ra ngoài, dễ nhận thấy không cho hắn tiến nhập cơ hội. Đây là cái gì, thật là khủng khiếp hoang cổ lực lượng, chẳng lẽ là này hoang cổ phế tích viễn cổ bộ lạc bí pháp cường đại, xem ra nơi này rõ là hoang cổ phế tích hạch tâm mật địa, thế nhưng vì cái gì tiểu tử kia có thể vào, ta lại vào không được. Tuyệt hình thiên vừa kinh vừa sợ chương 2772, ba pho tượng. Ta cũng không tin, tiểu tử kia có thể vào, bản tỏa vào không được. Hình thiên lực, tuyệt hình thiên thôi động hình thiên lực, muốn đem này một cánh cửa mở ra, thế nhưng, này hoang tử thật sự là quá mức kinh khủng, thoáng cái bao phủ xuống, thậm chí bắt đầu cầm cố hắn thiên thánh phép tắc, làm cho thân thể hắn, không cách nào động đậy, giống như bị quấn quanh ở trên mạng nhện mũi. Bất quá, kinh khủng này cấm chế lực lượng, cũng không có đem hắn chém giết, mà là cảm ứng được hắn hình thiên lực, chỉ là đem hắn cầm cố lại, không thể động đậy. Đồng thời, một cổ trong chỗ u minh lực lượng kinh khủng dáng lâm xuống, kinh khủng hoang thần lực lượng, dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, dĩ nhiên là muốn trưởng khống thân thể hắn. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong hoàng hốt, tuyệt hình thiên phảng phất chứng kiến một cái đội trời đạp đất thân ảnh, như là thần linh một dạng, hiện lên ở trước mắt hắn. Thế nào lại gặp kinh khủng như vậy đồ đạc, tên tiểu tử kia đây. Hắn làm sao có thể tiến vào? Tuyệt hình thiên tuyệt đối không có ngờ tới, bản thân một cái theo dấu con mồi thợ săn, cư nhiên bị vây ở chỗ này, mà thú săn lại tiến vào cửa sau, nếu như không phải là bởi vì trong cơ thể hắn hình thiên lực, cấm chế này uy lực bạo phát xuống, đừng nói hắn một cái nho nhỏ chỉ nửa bước bước vào thiên thánh trung kỳ võ giả, coi như là thiên thánh hậu kỳ cường giả, cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Cấp thánh chủ, đây tuyệt đối là cấp thánh chủ lực lượng, chẳng lẽ cánh cửa này sau, là một cái viễn cổ thánh chủ truyền thừa? viễn cổ thần bí bộ lạc chủ nhân tuyệt hình thiên hít một hơi lãnh khí bởi vì trí cao vô thượng đội trời đạp đất thân ảnh phảng phất một ánh mắt thì có khả năng đem hắn yên diệt căn bản không phải thiên thánh có khả năng làm đến như vậy bảo tàng há có thể chỉ bị người khác cướp đoạt rầm 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 tuyệt hình thiên vận chuyển trong cơ thể lực lượng điên cuồng trùng kích nơi này cấm chế tức khắc từng đạo hoang thần lực lượng dũng mãnh tràn vào thân thể hắn tuyệt hình thiên lập tức cảm thụ được thân thể mình trong thiên thánh lực lượng lại có nhẹ nhẹ đề thăng, thậm chí hướng về thiên thánh trung kỳ cảnh giới, tại từ từ xuất phát. Cái gì, cấm chế này trong lực lượng, có thể tinh luyện hắn thiên thánh phép tắc, đưa hắn thần tốc bước vào đến thiên thánh trung kỳ cảnh giới. Tuyệt hình thiên vui mừng quá đỗi, trong khoảnh khắc, liền bình tĩnh lại, bắt đầu vận chuyển thánh nguyên, toàn lực trùng kích cấm chế lực lượng, cảm ngộ hoang thần lực, bắt đầu một chút đột phá. Giờ này khắc này, tần trần đã tiến nhập trong cánh cửa, đến một cái chỗ thần bí. Cửa phía sau, dĩ nhiên là một tòa to lớn tế đàn, tế đàn này, thông thiên đứng vững, vô cùng minh mông, như đứng vững vàng tại vũ trụ tinh không, tản mát ra kinh thế khí tức. Hỗn độn xương mù khí tức, theo trên tế đàn tản mát ra, che đậy tần trần ánh mắt, liền linh hồn lực đều không cách nào tản mát đi ra. Đây, thổ bình trong xem đến thần bí tế đàn, tần trần xuất ra thổ bình, tức khắc, nguyên bản cổ xưa cơ hồ muốn mở tung thổ bình, tản mát ra chói mắt hào quang từng đạo hỗn độn vậy khí tức từ trong dũng động ra tản mát ra rồi rào uy áp ầm một tiếng, tần trần không cầm nổi thổ bình, bị thoáng cái đánh bay, đen kịt thổ bình huyền phủ giữa không trung, phía trên vô số phù văn như là bị kích hoạt, miệng bình trong, sương mù hắc quang dũng động, có đạo đạo hư ảnh hiện ra, đó là 33 trọng thiên, phảng phất từng cái hỗn độn thế giới, hắc ám luyện ngục, bắt đầu hiện ra. Tần trần quả thực không dám tin tưởng, cái này nhìn vô cùng phổ thông thổ bình, ở chỗ này vậy mà bộc phát ra như vậy uy áp, ong ong ong, trước mắt tế đàn, cũng ầm ầm rung động, từng đạo quang mang hiện ra, nguyên bản bao phủ ở tế đàn từng đạo hỗn độn hắc khí bị thổ bình chậm rãi thu nhận, làm cho thổ bình bộc phát thâm trầm cùng đáng sợ. Đây là cái gì bảo vật? Tần Trần hít một hơi lãnh khí, giờ khắc này, thổ bình hào quang đại thịch, phía trên phù văn lập lòe, giống như tinh không vậy sáng rực cùng mỹ lệ, đồng thời mang theo hắc ban, làm như cái lại một miệng hắc động, đang diễn dịch vũ trụ bí mật. Nguyên bản tổn hại thổ bình, giờ khắc này chất liệu biến phải lộng lẫy cứng rắn, mà miệng bình trong, diễn dịch một cái hắc động, phảng phất có một cái minh mông thế giới hắc ám. Này có loại mở ra bên trong tiểu thế giới cảm giác. Vô số hỗn độn khí, tại thổ bình trung quanh oanh nhiễu, kèm theo đại đạo Miku, cùng cả tòa tế đàn xuất hiện cộng hưởng, như là hồng trung đại lữ tại tiếng nổ, tuyên truyền giác ngộ. Đột nhiên thì, thổ bình phát quang, vù vù thoáng cái, bay về phía tế đàn, giống như kình ngư hút nước, cầu vồng thất luyện, vô số hỗn độn khí tất cả đều bị thổ bình thu nhận, một tòa to lớn đổ sộ đen kịt tế đàn xuất hiện, đồng thời trên tế đàn xuất hiện ba đạo nhân ảnh có người tần trần thất kinh thần sắc khiếp sợ làm sao cũng không nghĩ tới tại này chỗ thần bí đã có người không đúng không phải người là pho tượng bất quá sau một khắc tần trần phục hồi tinh thần lại tế đàn này người trên ảnh không phải người mà là ba pho tượng này ba pho tượng đứng trên tế đàn trong một người thần sắc bình tĩnh hai người khác thần sắc nghi hoặc cùng kinh sợ cho người ta một loại khôn kể vi hòa cảm sắc mặt kia bình tĩnh là một cái khí phách phi thường nam tử, người mặc một bộ cái thế trường bào, đầu đội đế quan, bá đạo uy mãnh, đội trời đạp đất, giống như có thể chấp trưởng thiên địa. Này mặc dù chỉ là một pho tượng, nhưng sinh động như thật, không ngừng dũng động xuất ra đạo đạo hỗn độn chi khí cùng hoang thần khí tức, toàn bộ trên tế đàn hoang thần lực, tựa hồ cũng là theo này một trong pho tượng dũng động đi ra. Vù vù, thổ bình tại hấp thu vô số hỗn độn chi lực sau, tản ra ánh sáng màu đen, phút chốc huyền phù tại đây một điêu đỉnh đầu tượng, không ngừng chìm nổi. Chẳng lẽ nói, này thổ binh là năm đó này một vị đại nhân bảo vật? Chương 2773, Vĩnh Hằng kiếm chủ. Đúng là Tần Trần năm lần bảy lượt cảm giác được nữ tử tỏa ra vô tận mị hoặc ý. Đây tột cùng người nào? Từ từ đây, Tần Trần ánh mắt biến đến vô cùng thanh minh, tuy là cô gái này mị hoặc lực lượng rất là cường hãn, nhưng là lại không có công kích tính, Tần Trần vận chuyển Thiên hồn cấm thuật, muốn nhìn thấu này một cái mị hoặc nữ tử, bởi vì Tần Trần có một loại cảm giác, từ từ thất tung ở chỗ này cùng này mị hoặc nữ tử có lẽ có nhất định liên hệ. Trong một cái chớp mắt, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong mặc lục sắc yêu kiếm đột nhiên tỏa ra hào quang, như là đã bị một loại hấp dẫn. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu kiếm lực lượng cùng mị hoặc nữ tử, lại có một loại cộng hưởng. Đây, sau một khắc, tần trần liền thấy, này mị hoặc nữ tử phía sau, vậy mà hiển hiện ra chín cái thông thiên đuôi dài tới. Cửu vĩ tiên hồ, nữ tử dĩ nhiên là yêu tộc người, cửu vĩ tiên hồ. Yêu tộc thánh chủ, giờ khắc này, tần trần phảng phất chứng kiến mị hoặc tiên tử đối với mình liếc mắt nhìn, một cái trầm luân, sau đó tần trần liền thấy, vô tận vô căn cứ phá vỡ, pho tượng kia trước, vậy mà nằm một người. Tư tư, tần trần thoáng cái vừa kinh vừa sợ, không sai, chính là tư tư, lúc này tư tư, chính huyền phù tại này nhất đạo mị hoặc nữ tử pho tượng trước đó, cùng pho tượng kia hình thành một loại nào đó cộng hưởng, chìm ngủ ở nơi này, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, khóe mắt chỗ, có hai giọt nước mắt ngưng kết. Từ từ, Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng, chợt nhào lên. Ầm, um, một cổ vô hình lực lượng dũng động, đem Tần Trần mạnh mẽ địa đánh bay ra ngoài, là pho tượng kia trên thân tán phát khí tức, ngăn cản Tần Trần tới gần. Lực lượng kia sự minh mông, để cho Tần Trần căn bản không có phá vỡ hy vọng. Pho tượng kia đang làm cái gì? Tần Trần trong tròng mắt hiện ra tức giận, oanh, trong tay hắn chợt xuất hiện thần bí kiếm gì, tức giận vọt tới hắn muốn cứu ra tư tư nhưng lại tại tần trần mới vừa xông lên tế đàn trong nháy mắt cách đó không xa đầu kia đỉnh huyền phù thổ bình bá đạo thân ảnh trên thân đột nhiên tràn ra một luồng lực lượng kinh khủng phù vù, vù này một cổ lực lượng đáng sợ tức khắc đem tần trần cầm cố tại trong hư không đồng thời hướng về kia bá đạo thân ảnh chậm rãi phiêu tán đi qua a à, tần trần cảm giác được một tia hoang cổ lực đang điên cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể mình loại này dũng mãnh tràn vào quá mức cuồng mãnh căn bản dung không được tần trần thu nhận, dường như muốn thôn phệ tần trần thân thể một dạng, đồng thời, một cổ đáng sợ linh hồn uy áp, dáng lâm xuống, dường như muốn chiếm thân xác tần trần thân thể. Trăm triệu năm, rốt cuộc đợi đến, ta hoang thần chi chủ, cuối cùng sống lại à. Nhất đạo ù ù tiếng nổ tại tần trần đầu vang vọng, mang theo trên chín tầng trời vô tận uy nghiêm, chân áp vạn cổ, tần trần kinh hãi nhìn bá đạo pho tượng thân ảnh, pho tượng kia chẳng lẽ còn sống không? Hắn tận lực giấy ruộng, nhưng là vô dụng, này hoang cổ chi khí quá mạnh, mạnh như thánh chủ lực, để cho tần trần căn bản không có động đậy chỗ trống. Đáng chết, ta đây là đến một cái địa phương nào? Chẳng lẽ nói, này ba pho tượng đều là kiếp trước ba tôn cái thế cường giả, muốn mượn ta và tư tư thân thể, lại lần nữa sống lại. Này mị hoặc yêu tộc hồ tiên nữ tử, là đang đoạt xá tư tư, mà bá đạo này nam tử, còn lại là muốn chiếm thân xác ta. Tần Trần nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng phát rét. Nếu như là như vậy, bản thân xông vào cái gì hang hổ ổ sói. Không thể, tuyệt không thể để cho đối phương thực hiện được. Tần Trần trong lòng phát ra không có tiếng giống giận, hắn chết không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể để cho tư tư cũng chết ở chỗ này, lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản là không có cách đối kháng pho tượng kia lực lược, trừ phi dẫn động càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thụ. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống, liên Tần Trần bị không ngừng lôi kéo hướng bá đạo pho tượng, đang chuẩn bị muốn dẫn động vạn giới ma thụ trong nháy mắt. Vù vù, cách đó không xa, cái kia thủ cầm thạch kiếm kiếm đạo pho tượng trên, đột nhiên bộc phát ra một cổ thông thiên kiếm khí, ầm ầm, nhất đạo mang theo vĩnh hằng lực lượng minh mông kiếm khí phóng lên cao, thoáng cái bạo chảm ra, chém về phía bá đạo pho tượng. Ầm, cuồn cuộn kiếm khí cùng hoang thần lực ầm ầm va chạm, tức khắc bộc phát ra kinh thiên lực lượng, thiên địa tiếng nổ, phảng phất nhất giới này đều có thể dưới một kích này hủy diệt. Vĩnh Hằng, nhiều năm như vậy, người chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta sao? Bá đạo pho tượng truyền ra kinh sợ gầm thét, kiếm đạo pho tượng như là thức tỉnh một dạng, nhất đạo lãnh khốc thanh âm truyền lại tới, hoang thần, năm đó người bày gian kế, hãm hại ta cùng Quỳnh Tiên, lần này, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được, người tuổi trẻ, đến ta đây tới. Một cổ kinh khủng kiếm khí, lôi kéo tần trần, bay về phía kia kiếm đạo pho tượng. Tần trần trong lòng ngưng lại, hắn không biết này ba pho tượng giữa phát sinh cái gì, xem ra, tựa hồ là bá đạo điêu như năm đó hãm hại kiếm đạo pho tượng cùng hồ tiên pho tượng bất quá này cũng không nhất định chính là sự thực cũng có thể là bọn họ ngụy giả vờ trần thiếu là ngươi sao nhưng vào lúc này nhất đạo kích động thanh âm tại tần trần đầu vang tới tư tư tần trần phấn mà quay đầu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ là tư 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 đang gọi hắn tư tư ta tới tìm ngươi ngươi như thế nào đây trần thiếu thật là ngươi thật là ngươi sao tư tư trong thanh âm tràn ngập kích động nàng khép kín trong trong mắt hai giọt nước mắt hạ xuống đến, nhỏ xuống trên tế đàn. Là Trần Thiếu, Trần Thiếu đến tìm nàng, từ từ trên thân, nhất đạo ngũ thải quang mang sáng lên, Trần Thiếu, người đi vĩnh hằng kiếm chủ tiền bối chỗ ấy, muôn ngàn lần không thể bị hoang thần đoạt xá. Từ từ thanh âm nóng nảy vang lên, vĩnh hằng kiếm chủ, là kia kiếm đạo pho tượng sao, lúc đầu, Tần Trần cũng không tin này ba pho tượng, thế nhưng Tư Tư vừa nói như thế, hắn lập tức quyết định. Tần Trần chợt thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, tức khắc, một cỗ kinh khủng không gian lực lượng bộc phát ra, tính cả lấy kinh khủng kia kiếm đạo lực, làm cho Tần Trần thân thể chợt bay về hướng kiếm đạo pho tượng chỗ. Tần Trần lúc này mới hoàn toàn thấy rõ ràng pho tượng kia bộ dáng. Đây là một cái trên thân lãnh khốc trung niên, đầu thúc kim quan, bên ngoài bộ nhất kiện sát người chiến bào, trên cổ tay mang theo bao cổ tay, cầm trong tay một thanh thạch kiếm, như có như không khí sát phạt oanh nghiếu bên trên. Người tuổi trẻ, tiến nhập ta kiếm đạo trên thế giới tới nhất đạo lực lượng vô hình dẫn tần trần phù vù, sau một khắc tần trần ý thức đột nhiên bị một cái đen kịt không gian hắc động cho thôn phệ ầm um, tại tần trần ý cảnh tiến nhập kiếm đạo pho tượng kiếm đạo trên thế giới thời điểm hoang thần pho tượng đột nhiên dũng động kinh khủng hoang cổ khí tức tức giận nói vĩnh hằng người mơ tưởng muốn phá hư ta chuyện tốt rầm 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 đỉnh đầu hắn thổ bình rung động kịch liệt lên từng đạo kinh khủng hỗn độn khí hơi thở lan tràn ra bao phủ ở cả tòa tế đàn mà lúc này Tần Trần đã xuất hiện ở một cái hư vô không gian bên trong. Cùng lúc đó, một cái kinh khủng thân ảnh, theo bóng đêm vô tận trong đi ra, xuất hiện tại Tần Trần phía trước. "Ngươi là Vĩnh Hằng kiếm chủ?" Tần Trần nhìn đối phương, trung niên nhân này, cùng pho tượng giống nhau như đúc, đúng là Vĩnh Hằng kiếm chủ. "Không sai, người tuổi trẻ chính là ta, trước đó dẫn ngươi qua đây, cũng là ba người chúng ta." Thân ảnh ấy u u nói, "Chương 2774, Hoàng Thần chi chủ dẫn chúng ta qua đây." Tần Trần cao mày, hắn xác định theo tiến nhập hoang cổ chi đô trong thời điểm, vẫn cảm ứng được một cổ lực hấp dẫn, cũng cảm giác được mị hoặc nữ tử khí tức, cho nên mới một đường tới trước, đương nhiên, trong cũng có thổ bình cộng hưởng, lại không ngờ tới, cũng là này ba đại cường giả cố ý gây nên. Thế nhưng, này ba đại cường giả dựa theo trước đó kiến giải, không phải lẫn nhau là địch sao? Vì cái gì ba người sẽ cùng nhau triệu hoán bản thân qua đây? Tần Trần thần sắc cảnh giác nhìn đối phương, đã từng bị đoạt xá, Tần Trần từng có nhiều lần lắm, nhưng hắn cũng không ý kỵ, mặc dù tại đối phương ý cảnh trên thế giới, hắn xem ra không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, nhưng chỉ cần đối phương vừa có đoạt xá hắn ý niệm trong đầu, tần trần liền sẽ dốc toàn lực thôi động thiên hồn cấm thuật, đồng thời dẫn động vạn giới ma thụ. Vạn giới ma thụ chính là ma tộc trí bảo, liền diêm la ma chủ đều có thể cướp đoạt đỉnh cấp bảo vật, có bảo vệ này, tần trần có thể bảo đảm bản thân không có ngay đầu tiên thất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ mà chỉ muốn đoạt lại bản thân ý thức, Tần chân liền có thể dẫn động thần bí kiếm gì cùng lôi đình lực lượng cùng với thời gian bổn nguyên, có một chút hy vọng sống, có thể chạy khỏi nơi này. Không sai, người tuổi trẻ, chính là chúng ta muốn dẫn người vào đây, bất quá chuyện này nói rất dài dòng, người không cần khẩn trương, ta và Quỳnh Tiên dẫn các người qua đây xem, cũng không phải là muốn chiếm thân xác các ngươi mà là muốn cho các ngươi triệt để tan vỡ hoang thần chi chủ âm mưu. Hoang thần chi chủ âm mưu, không sai, Vĩnh Hằng kiếm chủ thở dài một hơi, hoang thần chi chủ là đã từng hoang cổ tộc tộc trường, mà hoang cổ tộc là thiên giới vạn tộc một trong, nhận thức hoang thần chi chủ cũng là một hồi ngoài ý muốn. Vĩnh Hằng kiếm chủ nói liên tục, năm đó ta còn rất trẻ, là thiên giới kiếm đạo thánh địa thông thiên kiếm các đỉnh cấp thiên kiêu, cũng là thiên giới tiếng tăm lừng lẫy thiên tài kiếm đạo, là thông thiên kiếm các trẻ tuổi nhất thiên thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Thế nhưng, ta nửa đời trước đi quá thuận, ta cho là ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, đột phá thánh chủ cảnh giới, trở thành thiên giới trẻ tuổi nhất kiếm đạo thánh chủ, có thể chưa từng nghĩ lại cắm ở thiên thánh đỉnh phong, chậm chạp không cách nào tiến thêm, khi đó ta tâm tính rất là nôn nóng, vì vậy quyết định đi thiên giới lịch lãm, lang bạt thiên giới. Tại lang bạt thiên giới trong quá trình, ta gặp được hoang thần chi chủ, cũng chính là đại ca của ta, hắn khi đó còn chưa phải là hoang cổ tộc tộc trường, chỉ là hoang cổ tộc người thừa kế, chúng ta cùng nhau lịch lãm, cùng nhau lang bạt, tại một lần ngoài ý muốn trong, ta và đại ca lại gặp được Quỳnh Thiên. Vĩnh hằng kiếm chủ thanh âm đột nhiên biến phải ôn nhu, hiện ra một chút hạnh phúc mùi nói, nàng ở trong mắt ta là cái này thiên giới đẹp nhất nữ tử, theo nhìn thấy nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền thích nàng, một lòng cũng vì nàng trầm luân. Ba người chúng ta quan hệ phi thường tốt, kết bái làm huynh muội, cùng nhau lang bà thiên giới, trừng phạt ác dương cao thiện, chúng ta cùng nhau đột phá thánh chủ cảnh giới, cùng nhau trải qua sinh tử, dần dần, ta và Quỳnh Tiên tiến tới với nhau, đại ca cũng rất vui vẻ chúc phúc chúng ta, có thể nhường cho ta thật không ngờ là, Quỳnh Tiên nàng nói cho ta biết, nàng dĩ nhiên là yêu tộc nữ tử. Vĩnh Hằng kiếm chủ khóe miệng phát họa một chút thống khổ, khi đó thiên giới, nhân tộc thống trị thiên hạ, vạn tộc cùng tồn tại, mà yêu tộc là trong vạn tộc cao cấp nhất một trong những thế lực, là nhân tộc địch nhân lớn nhất. Yêu tộc, không phải ma tộc sao? Tần Trần sửng sốt, Vĩnh Hằng kiếm chủ nói, khi đó thiên giới, ma tộc chỉ có thể bài trước năm, bởi vì bị nhân tộc cùng yêu tộc chung nhau căm thù, sở dĩ thế lực cũng không tính khổng lồ, mà yêu tộc cùng nhân tộc mới là tranh bá thiên giới hai đại đỉnh cấp thế lực yêu tộc là chúng ta nhân tộc đại địch thân ta là nhân tộc kiếm đạo thánh địa thông thiên kiếm các đệ tử thiên tài có thể phạm bất kỳ sai lầm nào nhưng tuyệt đối không thể cùng yêu tộc thông hôn tương tự quỳnh thiên cũng là như vậy chúng ta đều bị mỗi cái thế lực giam cầm thống khổ bất kham ta nhất tâm tiềm tu tại trong thống khổ tu vi đột nhiên tăng mạnh đột phá đến thánh chủ đỉnh phong trở thành thông thiên kiếm các cực kỳ có nhìn chạm tới tôn giả cảnh giới một trong cường giả Tôn giả, chẳng lẽ thánh chủ phía sau cảnh giới là tôn giả? Tần Trần trầm tư, hắn từ bên ngoài nghe được rất nhiều có quan hệ thánh chủ sau cảnh giới, có thiên công tác thiên tôn, cũng có truyền thuyết kia trong chữa trị thiên giới tiêu diêu trí tôn các loại, nhưng đến bây giờ, Tần Trần mới hiểu được, thánh chủ sau, được gọi là tôn giả cảnh giới. Vô luận là thiên công tác thiên tôn, vẫn là tiêu diêu chí tôn, có lẽ đều là cảnh giới này. Vĩnh Hằng kiếm chủ phát họa đau khổ, ta vốn tưởng rằng, liên tục tu luyện, thì có khả năng trưởng khống vận mệnh mình, có thể chưa từng nghĩ, ta tu vi càng mạnh, thông thiên kiếm các lại càng không có khả năng để cho ta cùng yêu tộc kết hợp, tộc vận tương lai, đều trói buộc chúng ta. Cuối cùng, ta tuyển chọn bỏ trốn, cùng Quỳnh Thiên rời khỏi mỗi cái chủng tộc, chúng ta chuẩn bị vứt bỏ hết thảy, bỏ ra tộc quy, tuyển chọn một chỗ ẩn cư. Hai chúng ta hành vi, đưa tới mỗi cái thế lực tức giận, đối với chúng ta truyền đạt mệnh lệnh lệnh truy nã. Khi đó toàn bộ thiên giới, đều không có chúng ta đất dung thân, là đã trở thành hoang cổ tộc tộc trường đại ca tiếp nhận chúng ta để cho chúng ta ở tại hoang cổ tộc mật địa cũng chính là này hoang cổ tri đô trong chúng ta ẩn cư sinh tồn ẩn sâu ít ra ngoài đoạn thời gian kia là ta cả đời này hạnh phúc nhất thời gian chúng ta đắm chìm trong bản thân tiểu thế giới lại cũng không biết thiên giới trong đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa nhân tộc cùng yêu tộc giữa mâu thuẫn bộc phát mãnh liệt toàn bộ thiên giới một mảnh chiến hỏa liên thiên chúng ta luôn luôn đợi tại hoang cổ tri đô trong đại ca cũng không cho chúng ta tiếp xúc bên ngoài tin tức chúng ta hoàn toàn không biết gì cả về sau mới biết nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến hết thảy đều là ma tộc dở trò ma tộc trong bí mật hãm hại nhân tộc cùng yêu tộc làm cho lẫn nhau mâu thuẫn thăng cấp mà ma tộc lại tạ này thực lực đại tăng tại chúng ta được biết thiên giới tin tức thời điểm ma tộc đã quật khởi ta và quỳnh tiên kinh sợ không thôi quyết định rời đi nơi này là các tộc mà chiến đại ca được biết tin tức sau nói cho chúng ta biết lấy hai chúng ta đỉnh phong thánh chủ thực lực coi như là đi tới thiên giới chiến trường cũng không cách nào cho chiến cuộc mang đến bao lớn cải biến trừ phi có thể đột phá tôn giả cảnh giới có lẽ mới có một tí giúp đỡ đại ca quyết định bày một loại liên hợp thuật tu luyện để cho ba người chúng ta cùng nhau trùng kích tôn giả cảnh giới lẫn nhau lực lượng cộng hưởng thành tựu tôn giả ta và quỳnh tiên đáp ứng nhưng ai biết vĩnh hằng kiếm chủ thanh âm đau khổ đại ca bố trí xuống liên hợp thuật tu luyện căn bản là một loại thôn phệ tà công hắn là đột phá tôn giả hiến tế toàn bộ hoang cổ tộc quần lực lượng đồng thời bằng vào ta cùng Quỳnh Tiên lực lượng vì dẫn, giúp hắn thành tựu vô thượng tôn giả. Hiến tế cả một tộc quần, Tần Trần trong ánh mắt toát ra một chút kinh hãi, người nói, chẳng lẽ là được. Tế đàn này, không sai, Vĩnh Hằng kiếm chủ cười khổ nói, nơi này chính là năm đó hiến tế chi địa, đại ca vì mình đột phá, hiến tế này hư không vô tận sinh linh, thậm chí ngay cả bản thân cả một tộc quần cũng đều hiến tế, ý hắn, không chỉ là vì trở thành liền tôn giả, mà là vì trở thành thiên giới trí cao vô thượng chủ nhân. Chương 2775, hủy diệt kiếm đạo. Trở thành thiên giới trí cao vô thượng chủ nhân, Tần Trần khiếp sợ, này hoang thần chi chủ, thật lớn dã tâm, tế luyện cả một tộc quần, này là bực nào ý chí sắt đá mới có thể làm ra như vậy sự tình đến. Hiển nhiên là cái thế kiêu hùng, không sai, Vĩnh Hằng kiếm chủ thở dài, một khi hắn có quỳnh tiên yêu tộc lực cùng ta nhân tộc kiếm đạo lực lượng huyết mạch, kết hợp với hắn hoang cổ tộc đặc thù bí pháp, hắn chẳng những có thể thành tựu tôn giả, càng có thể dung vạn tộc lực lượng, thành là tôn giả trong cao cấp nhất vô thượng trí tôn. Ta và Quỳnh Tiên tại tế đàn phát động sau, mới phát hiện không hợp lý, biết hắn âm mưu, chúng ta là ngăn cản hắn dã tâm, liên thủ đối kháng, thế nhưng, vẫn không thể nào đem hắn ngăn cản, toàn bộ lãnh thổ quốc gia, vô số sinh mệnh ngã xuống, thế nhưng thời khắc quan trọng, ta và Quỳnh Tiên bỏ đi bản thân tính mệnh, thôi động Quỳnh Tiên cử vĩ tiên hồ nhất tộc bí pháp, lúc này mới ngăn cản hoang thần chi chủ đoạt xá, mà hắn cũng bởi vì chúng ta phản kích, sinh mệnh trôi qua, thất bại trong gang tắc. Đã bị thiên giới quy tắc phản phệ, hóa thành hóa thạch. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng, chúng ta vẫn là ngăn cản muộn, khu vực này trong vạn linh, đều đã bị cắn nuốt sinh mệnh, hóa thành hư vô, phương này khu vực hóa thành đất chết, đồng thời toàn bộ hoang cổ tộc tộc quần, cũng hoàn toàn tĩnh mịch, trở thành vô chủ vong hồn. Tần trần trong ánh mắt có khó có thể tin, chẳng lẽ đây chính là tử linh vực lai lịch sao? Từ linh vực, thời đại viễn cổ liền đứng vững vàng tại thiên giới bên trong, không người biết lai lịch, hiện tại xem ra, dĩ nhiên là bởi vì. Này dạng, mới hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch phong hồn chi địa. Vậy các người đem chúng ta gọi tới xem là cái gì? Tần Trần lại nói, đối phương triệu hoán bọn họ tới trước, tất nhiên có xem. Bởi vì không có thời gian, Vĩnh Hằng kiếm chủ khổ sở nói. Không có thời gian, vô số năm qua, ta và Quỳnh Tiên sinh mệnh chạy tới phần cuối, còn sót lại sau cùng nhất đạo ý chí lưu lại năm đó chúng ta tuy là ngăn cản hoang thần chi chủ âm mưu, nhưng là lại không có thể đem hắn chém giết, một khi ta và Quỳnh Tiên sau cùng nhất đạo ý chí tiêu tán, như vậy đem không người có thể khắc chế hoang thần chi chủ, đến khi đó, hắn đem theo trong phế tích sống lại, lấy hắn tính cách, tất nhiên sẽ thôn vệ vạn linh, để đề thăng bản thân, lại lần nữa lấy được lực lượng, đến khi đó. Thiên giới đem xa vào trong tai nạn, với lại, ta và Quỳnh Tiên một thân tuyệt học, không có truyền nhân, không muốn cứ như vậy yên lặng tiêu tán, Tuy là ta và Quỳnh Tiên không thể yêu nhau sống tiếp, thế nhưng, chúng ta hy vọng có thể có người có thể kế thừa chúng ta y bát, thay chúng ta chuộc về năm đó tội nhiệt, tuân theo chúng ta ý chí, dũng cảm sống tiếp. Vĩnh Hằng kiếm chủ trong thanh âm tràn đầy thống khổ, bản kiếm chủ suốt đời, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng ở nhân tộc nguy nan tối trọng yếu trước mắt, không có thể hiến dâng bản thân một phần lực lượng, ta hận. Ta chết không sao cả, nhưng bản kiếm chủ quyết không thể để cho hoang thần chi chủ giành lấy cuộc sống mới, làm hại thiên giới thời gian cấp bách, đã không có quá nhiều thời gian cùng ngươi giải thích, bản kiếm chủ sở dĩ dẫn ngươi qua đây, là bởi vì ngươi cũng là một gã kiếm khách, chỉ có truyền thừa bản kiếm chủ kiếm đạo lực lượng, ngươi và nàng kia mới có thể liên thủ ngăn cản ở hoang thần chi chủ thôn vệ đoạt xá. Tiếp xuống chúng ta đối với ngươi tiến hành kiếm đạo lịch lãm, ngươi nhất định không thể khiến ta thất vọng. Vĩnh Hằng kiếm chủ phát ra nhất đạo thở dài, đều là kiếm khách, tần trần trong chỗ U Minh có một loại cảm giác, đối phương theo như lời hết thảy, vô cùng có khả năng đều là thật nói như vậy, từ từ là khi tiếp thu cửu vĩ tiên hồ truyền thừa sao kiếm đạo lịch lãm sao? Tần Trần ánh mắt ngưng lại, vậy thì tới đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Này vĩnh hằng kiếm chủ truyền thừa, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Đến đây đi. Tần Trần trầm giọng nói. Giết. Sau một khắc, nhất đạo vô hình thân ảnh theo vĩnh hằng kiếm chủ trong thân thể dũng động ra. Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, Tần Trần cũng biết là vĩnh hằng kiếm chủ ý chí hình ảnh uy áp kinh khủng nhất đầy thiên địa hư không đều không chịu nổi hắn vượt lên trên, ầm ầm sụp đổ. Phút chốc, tần trần con người co lại thành một điểm, đã thấy vĩnh hằng kiếm chủ ý chí hình ảnh rút ra bên hông bảo kiếm, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ chém tới, không gian vỡ ra hai cái một khe lớn, tần trần liền động một đầu ngón tay đều làm không được đến. Đây, sát lục kiếm ý, vĩnh hằng kiếm chủ thi triển dĩ nhiên là tần trần vô cùng quen thuộc sát lục quy tắc. Xoạt, kinh khủng sát lục kiếm khí cuốn tới, ý nghĩ chợt lóe lên giữa, tần trần ngay cả động đậy đều làm không được đến, thân thể phút chốc vỡ thành trăm nghìn khối, tiên huyết ở giữa không trung va chạm nhau, tứ tán bắn tung tóe, giống như một đóa thật lớn huyết chi bỏ. Bất quá, đây chỉ là tần trần ảo giác, thân thể hắn, y nguyên hoàn hảo, bởi vì chỉ là nhất đạo linh hồn, thiên hồn cấm thuật, bảo vệ chân hồn, để cho tần trần thoáng cái liền tỉnh táo lại. Thật mạnh linh hồn cường độ, ngươi, tu luyện có linh hồn bí pháp, rất tốt, xem ra là lão thiên nghe được chúng ta cầu khẩn, đưa tới ngươi, đây là ta lúc còn trẻ lính ngộ sát lục kiếm đạo người cảm thụ được sao vĩnh hằng kiếm chủ ánh mắt dạng dỡ lộng lẫy như tinh thần sát lục kiếm đạo sao người có sát lục ta cũng có sát lục ta chi sát lục bất hủ bất diệt ta linh hồn vĩnh hằng tồn tại người kiếm đạo ý chí siêu việt ta gấp trăm ngàn lần thì như thế nào ta chi sát lục sát thần diệt ma không thể địch nổi tần trần gầm lên trong hai tròng mắt bắn ra kinh khủng tinh quang thuộc về hắn kiếm đạo ý chí ầm ầm khuếch tán. Sát lục ý cảnh, ầm, trong nháy mắt, hai cổ đáng sợ khí tức sát phạt va chạm, bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ. Thật mạnh sát lục ý cảnh, chẳng lẽ ngươi đã từng đạt được một cái cường giả truyền thừa? Không đúng, sát lục ý cảnh không cách nào truyền thừa, mỗi người đều có bản thân ý cảnh, đây cũng là chính ngươi theo sát lục trong lĩnh ngộ ra đến ý cảnh. Khó có thể tưởng tượng, người một cái liền thiên thánh đều không phải là thiếu niên, dĩ nhiên tại sát lục ý cảnh có có như thế tạo nghệ, lợi hại, lợi hại. Vĩnh Hằng kiếm chủ trong thanh âm tràn ngập kích động, rất tốt, sát lục sau, chính là hủy diệt, người sát lục bên trong, có chứa đối nhau khát vọng, đối thế giới hủy diệt, tiếp xuống là ta sát lục sau hủy diệt. Tầng thứ hai kiếm đạo, là hủy diệt kiếm đạo ý chí, nhất kiếm ra, vạn vật giai diệt. chen rút ra bên cạnh kiếm đạo hư ảnh, Vĩnh Hằng kiếm chủ thân ảnh nhất kiếm chém ra. Trải qua sát lục kiếm đạo ý chí, tần trần tâm từ lâu không hề bận tâm. Diệt, kiếm khí tùy ý vung lên, Thiên địa không còn tồn tại nữa, hết thảy hóa thành hỗn độn. Tần Trần trước đây thầm suy nghĩ tượng qua hủy diệt kiếm đạo lợi hại, thế nhưng lúc này Vĩnh Hằng kiếm chủ nhất kiếm chém ra, Tần Trần lập tức hiểu được, này hủy diệt kiếm đạo uy lực vượt lên trên sát lục kiếm đạo quá nhiều, này một cổ kiếm đạo trực tiếp mẫn diệt linh hồn. Thân thể cùng với linh hồn đều dưới một kiếm này. Trong nháy mắt yên diệt, Tần Trần không cảm giác được bản thân đần độn, năm giác quan mất, nước chảy bèo trôi, như là theo trên cái thế giới này biến mất một điểm quang hoa sáng lên, đó là tần trần ý chí tinh túy. Khởi nguyên, khởi nguyên, trọng tố, trong chỗ u minh, tần trần ngũ giác dần dần khôi phục, linh hồn ý thức lần thứ hai khôi phục. chương 2776, Mệnh Trung chú định. Cái gì, người linh hồn lại có thể chống đỡ được ta hủy diệt một kích, đồng thời tại thời gian ngắn như vậy trong trọng tố, khó có thể tin đây là cái gì ý cảnh. Vĩnh Hằng kiếm chủ khiếp sợ lên tiếng, bị hắn hủy diệt kiếm đạo mẫn diệt cường giả, sẽ vĩnh viễn trầm luân tại hủy diệt bên trong, chân linh cũng sẽ ma diệt, thánh chủ cường giả đều không cách nào tránh thoát. Tự như cùng liệt không thần ngân một dạng, hư không lưu vết, một chiêu đánh ra, đáng sợ thần thông ý cảnh đang một mực lưu lại ở trên hư không, ma diệt xuống tất cả ý chí, là đáng sợ nhất sát chiêu. Mà hủy diệt ý cảnh cũng giống như liệt không thần ngân, thi triển ra, bất hủ tồn tại, có khả năng ma diệt vạn vật ý chí, không cách nào hồi phục. Có thể tần trần, vậy mà lợi dụng bản thân lực lượng, lại lần nữa ngưng tụ ý chí đưa hắn làm sao không khiếp sợ này thật chỉ là một thiên thánh cũng chưa tới thiếu niên bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ không có khả năng ha tuy là tần trần lúc này chỉ là linh hồn ý thức cũng không phải là linh hồn bản thân chỉ là kiếm đạo thế giới trong nhất đạo ý chí mà thế giới chân thật trong tần trần chỉ là không nhúc nhích nằm ở nơi đó có thể tại chính mình hủy diệt chi đạo xuống coi như là thánh chủ cường giả cũng sẽ đần đột trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại lần nữa ngưng tụ ý thức, cần tự mình ra tay. Có thể tần trần, trong nháy mắt, vậy mà bản thân ngưng luyện ý thức thân, vượt qua vĩnh hằng kiếm chủ tưởng tượng ra. Cảm thụ được bản thân lại lần nữa ngưng tụ ý chí, tần trần ngũ giác rất phi diệu, có thể chứng kiến trước đây nhìn không thấy đồ đạc, cảm ứng được trước đây không cảm ứng được huyền ảo, hắn biết rõ, có khả năng ngưng tụ ra ý chí. Là bởi vì tại vĩnh hằng kiếm chủ kiếm đạo thế giới, đối phương kiếm đạo thế giới, cũng không có ác ý. Đương nhiên, quan trọng hơn là tần trần lĩnh ngộ khởi nguyên thần thông khởi nguyên tự hủy diệt khởi nguyên tự sáng thế chỉ cần một điểm chân linh tại hắn liền không thể diệt nguyên lai like ngươi đã đi ra bản thân đường không thể tưởng tượng ngươi trẻ tuổi như vậy có thể ngộ ra bản thân đạo tới nhìn lại ngươi không cần kế thừa ta kiếm đạo bởi vì mỗi kiếm khách đều có bản thân đường kẻ khác đường chỉ có thể là tham khảo chỉ có đi ra bản thân đường mới có thể thực sự trở thành vô thượng kiếm giả như vậy để ngươi cảm thụ một chút ta cuối cùng lĩnh ngộ kiếm đạo đi. Hủy diệt kiếm đạo sau, là vì vĩnh hằng, ta là vĩnh hằng kiếm chủ, vĩnh hằng, mới là ta chân chính đỉnh phong ý cảnh. Vĩnh hằng kiếm chủ u u nói ra, thiên địa vĩnh hằng, vạn vật bất diệt, ta là vĩnh hằng, kiếm đạo bất diệt. Trong hư không, phảng phất có nhất đạo hư vô kiếm sáng lên, này một đạo kiếm quang, tự như cùng vũ trụ mở ra, thiên giới tạo thành chi sơ cũng đã sinh ra một dạng, vĩnh hằng tồn tại, mặc kệ trải qua bao nhiêu hủy diệt, thiên địa biến rời cũng sẽ không cải biến. Như ánh sáng hy vọng, vĩnh hằng ý cảnh, tần trần lay động, hắn tuy là lính ngộ vạn vật khởi nguyên, nắm giữ thuộc về mình ý cảnh, thế nhưng cảm ngộ đến này vĩnh hằng kiếm chủ ý cảnh sau, mới thật sâu biết, thiên giới mênh mông, này vĩnh hằng ý cảnh, tu luyện tới cực hạn, cũng tuyệt đối là một loại đỉnh phong ý cảnh. Sát lục, hủy diệt, vĩnh hằng, khởi nguyên, tần trần trong lòng, có một loại trước đó chưa từng có hoàn toàn mới minh ngộ. ầm uhm, tần trần trong đầu, ù ù tiếng nổ, từng đạo linh quang liên tục lập lòe, thân là kiếm khách, vĩnh hằng kiếm chủ cảnh giới cho hắn trước đó chưa từng có đề thăng. Được, tốt, bản kiếm chủ đúng là không nhìn lầm ngươi, nơi này có một bản vô danh kiếm điển, là bản kiếm chủ kiếm đạo trí bảo, có thể diễn hóa vạn giới kiếm đạo, cũng là ta thông thiên kiếm các truyền thừa xuống đỉnh cấp trí bảo, đáng tiếc. Ta không thể hoàn thành sư tôn tâm nguyện, đột phá tôn giả, trở thành thông thiên kiếm các đời tiếp theo các chủ, ta thẹn với thông thiên kiếm các. Hôm nay, cuốn này vô danh kiếm điển, Bản kiếm chủ liền truyền thụ cho người đi, nếu có cơ hội, hy vọng người có thể thay bản kiếm chủ trở lại Thông Thiên Kiếm Các, Tế Tổ Tiên. Thật xin lỗi, sư tôn. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ nước mắt tung hoành, một vốn vô hình bí điển thoáng cái dũng động ra. ầm, uhm, trên tế đàn kiếm quang tung hoành, tần trần huyền phù tại vậy. Vậy một vốn vô hình kiếm điển đột nhiên dũng mãnh tràn vào đến tần trần trong thân thể. Can tạng chi bí, cuốn này vô hình kiếm điển phút chốc tiến vào tần trần gan bên trong, mở ra ngũ bí trong can tạng chi bí vù vù, tần trần trên thân, dũng động đáng sợ kiếm ý, trên thân khí tức, biến phải sắc bén, từng đạo kiếm quang ở trên người hắn thổ nạp, theo trong thân thể hắn xuyên qua. Tần trần ý thức trở lại thân thể, trên thân lực lượng, đang nhanh chóng để thăng. Nhưng vào lúc này, tần trần tay phải cầm thần bí kiếm gì, dường như cảm ứng được vô danh kiếm điển khí tức, thần bí kiếm gì u quang lập lè, bên trong đột nhiên dũng động ra một cổ khí tức âm lãnh đến. Cả chuôi thần bí kiếm gì tại tần trần vô ý thức run run phía dưới, kịch liệt đung đưa, vù vù, sau một khắc, nhất đạo vô hình âm lãnh linh hồn chi lực, vậy mà theo thần bí kia kiếm gì trong lan tràn ra, tiến vào thần bí kia trong hư không. Vĩnh hằng kiếm chủ, đã lâu không gặp, kiếm đạo thế giới trong, nhiều hơn một cái ý thức hình ảnh, đạo ý chí này hình ảnh vô cùng đồ sộ, thông thiên như là một thanh kiếm sắc, toàn thân đen thui, như là bị một tầng lờ mờ mây khói bao phủ, không nhìn ra dung mạo. Thế nhưng, hắn hai mắt lại nổ bắn ra lạnh lùng quang mang, nhìn thẳng vĩnh hằng kiếm chủ, trên tay phải dẫn theo một thanh kiếm, thanh kiếm này, bộ dáng cùng thần bí kiếm gì lại có chút cùng loại. Này đúng là thần bí kiếm gì trong đạo kia âm lãnh linh hồn lực cường giả. Cái gì, ngươi, ngươi là, một vị kia đại nhân, cảm thụ được này một cổ hung ác lực lượng linh hồn, vĩnh hằng kiếm chủ trong ánh mắt lại toát ra một loại thần sắc khiếp sợ đến, phảng phất thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Thế nào, chẳng lẽ người trẻ tuổi này là ngươi truyền nhân? Cũng vậy, ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể bồi dưỡng được bực này cái thế kiếm đạo thiên kiêu đến, xem ra là ta quá tự phụ vậy mà vĩnh hằng kiếm chủ lay động nói này hung ác âm lãnh lực lượng linh hồn xem huyền phù ở đó tần trần thân thể một cái khó chịu nói truyền nhân hư hắn mới không phải ta truyền nhân ta bị tiểu tử này hại chết hai người ở vào hư vô kiếm đạo thế giới trong chính thu nhận vô danh kiếm biển tần trần căn bản không biết nơi này phát sinh hết thảy hắn không phải người truyền nhân có thể đại nhân ngươi làm sao vĩnh hằng kiếm chủ khó có thể tin nói Người nghĩ rằng ta nguyện ý không, ta chỉ là bị nhốt lại, có thể có biện pháp nào. Khung ác linh hồn hơi không kiên nhẫn nói, nghĩ không ra thông thiên kiếm các có thiên phú nhất thiên tài kiếm đạo, vậy mà sẽ bỏ mạng ở nơi này, lấy người thiên tư, nếu như không phải này ngoài ý muốn, thành là tôn giả, hy vọng cực lớn. Mệnh trung chú định, vĩnh hằng kiếm chủ đau khổ lắc đầu. Mệnh trung chú định sao? Khung ác linh hồn khí sắc đột nhiên khó xem, ai nói là mệnh trung chú định, lão tử năm đó chỉ bất quá phạm một cái sai nhỏ liền bị vây này thần binh trong, chẳng lẽ đây cũng là vận mệnh? Coi như là vận mệnh, lão tử cũng không phục, hung ác linh hồn trên thân âm lãnh ý càng cường đại hơn, hiển được vô cùng phẫn nộ. Lấy đại nhân ngươi tu vi, vậy mà sẽ bị nhốt lại. Vĩnh Hằng kiếm chủ lay động nói, chương 2777, ta mạnh nhất. Ngươi biết cái gì, còn chưa phải là tiểu tử này. Mẹ, không nói tiểu tử này, thời gian của ta không nhiều lắm, liền tới gặp một chút ngươi, nhìn ngươi qua so với ta thảm vậy ta liền yên tâm, ha ha ha, lại có so với ta còn thảm người, lão tử ta tuy là bị vây, nhưng tốt xấu không có chết, có thể ngươi, lại chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn ý chí, ai? Hung ác linh hồn nói vừa nói, cũng là thở dài lên. Đây cũng có cái gì đáng giá cao hứng đây, có thể cùng Quỳnh Tiên đồng sinh cộng tử, đã là trời cao đối với ta ban ân. Vĩnh Hằng kiếm chủ không có bất kỳ oán giận, khóe miệng chỉ là vẽ bề ngoài nhàn nhạt, nhạt hạnh phúc. Chết suy nghĩ, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hung ác linh hồn không vừa lòng lời nói, đã thấy thần bí kiếm gì đột nhiên rung động, một cổ đáng sợ thôn vệ lực lượng, tịch quyển hướng hung ác linh hồn, tức khắc, hắn kêu thảm một tiếng, theo kiếm đạo thế giới trong bị thoáng cái kéo kéo ra, lại lần nữa thu lại nhập thần bí kiếm gì trong. Lão thiên gia, người đối lão tử cũng quá hung ác, vì cái gì không đến cá nhân, thu tiểu tử này, còn lão tử ta tự do. Hung ác linh hồn tức giận nói ra, thanh âm càng ngày càng nhẹ, cuối cùng biến mất, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Vĩnh Hằng kiếm chủ nhìn hung ác linh hồn biến mất, lắc đầu, lẩm bẩm nói, trên đời này, lại có so bản kiếm chủ còn thảm người, đường đường. Coi như, vù vù, lúc này pho tượng trước, vô danh kiếm điển dĩ nhiên triệt để tiến nhập tần trần gan, một cổ vĩnh hằng khí tức, từ trên người tần trần tản mắt ra, tần trần ý chí, sau một khắc một lần nữa xuất hiện tại kiếm đạo thế giới. Nghĩ không ra người nhanh như vậy liền tế luyện vô danh kiếm điển, cảm ngộ đến một chút vĩnh hằng ý cảnh, bất quá người vĩnh hằng cùng ta vĩnh hằng bất đồng, người có thể minh bạch. Tần Trần nghĩ không ra vĩnh hằng kiếm chủ câu nói đầu tiên sẽ là những lời này, trầm ngâm một phen, chậm rãi nói, minh bạch. Mỗi ý cá nhân đều là bất đồng, bởi vì người trời sinh thì có khác biệt, dập khuôn kẻ khác con đường, cuối cùng chỉ sẽ cho mình chụp cái trước xiềng xích. Có thể theo ta vĩnh hằng trong kiếm ý lĩnh ngộ thuộc về chính người vĩnh hằng kiếm ý, khó trách người có thể đi cho tới hôm nay bước này. Bỗng nhiên dừng lại, Vĩnh Hằng kiếm chủ lại nói, ngươi lại lịch, có lẽ so ta tưởng tượng còn kinh người hơn, ta cũng không có gì có thể để lại cho ngươi, liền đem ta kiếm đạo kinh nghiệm toàn bộ đánh vào ngươi đầu, giúp ngươi tiến hơn một bước đi. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, Vĩnh Hằng kiếm chủ một chỉ điểm tại Tần Trần Mi Tâm trên. Vù vù, vô số hỗn loạn tin tức dũng mãnh tràn vào Tần Trần hồn hải, cơ hồ muốn cho linh hồn hắn sụp đổ. Tần Trần hoảng sợ, Vĩnh Hằng kiếm chủ phần này thủ đoạn, quả thực là quỷ thần khó lường cư nhiên có thể đem mình kiếm đạo kinh nghiệm đánh vào hắn người trong đầu trong không nên kinh ngạc ta kiếm ý là vĩnh hằng kiếm ý kiếm đạo kinh nghiệm đồng dạng có vĩnh hằng tính chất đổi thành một người khác thực lực cao tới đâu cũng không có cách nào chờ người cảm ngộ hết ta kiếm đạo kinh nghiệm sau người cô bạn gái nhỏ vậy cũng cảm ngộ kết thúc đến thời điểm chính là ngăn cản hoang thần chi chủ là lúc nói xong câu nói sau cùng vĩnh hằng kiếm chủ ý chí hình ảnh vì theo sụp đổ chẳng biết trôi qua bao lâu pho tượng tiền tần trần mở hai mắt ra. Vĩnh hằng kiếm chủ tiền bối, đa tạ, theo vĩnh hằng kiếm chủ kiếm đạo ý chí trong, tần trần thu hoạch rất nhiều, chỉ chẳng qua trước mắt còn không cách nào thoáng cái chuyển hóa thành chân thật chiến lực, mà vĩnh hằng kiếm chủ tam đại kiếm đạo ý cảnh cấp độ càng làm cho tần trần có trực tiếp đốn ngộ, chỉ chờ đột phá tu vi, kiếm đạo viên mãn, lại đột bay mạnh mẽ nói, nâng cao một bước. Xem trước một chút vĩnh hằng kiếm chủ kiếm đạo kinh nghiệm, tâm thần chìm vào đến trong linh hồn, tần trần ngao du ở đó luồng xa lạ tin tức lưu bên trong. 7 tuổi tham quan kiếm phổ, 9 tuổi luyện kiếm, 12 tuổi thành tựu kiếm đế, thông thiên kiếm các, thành là ngoại môn đệ tử, 30 tuổi đột phá phàm thánh, lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, trăm năm đột phá địa thánh, 300 năm thành tựu tuyệt thế địa thánh, 1.000 năm bước vào thiên thánh cảnh giới, trở thành thông thiên kiếm các trong lịch sử đỉnh cấp thiên kiêu. Thành thiên thánh sau, lịch lãm thiên hạ, cùng thiên giới vô số kiếm đạo thiên kiêu giao thủ, đi thăm thiên hạ thiên thánh kiếm khách vô số trong lúc giao thủ, kiếm kỹ càng tinh xảo, kiếm ý càng ngày càng đậm hơn, cảm ngộ hủy diệt kiếm ý, cùng cấp bậc kiếm khách, không có người nào là hắn địch thủ. 3.000 năm, thành tựu thiên thánh đỉnh phong, sau du lịch thiên giới, cuối cùng từng trải sinh tử, cảm ngộ vĩnh hằng ý cảnh, thành tựu vô thượng kiếm chủ, danh hiệu vĩnh hằng kiếm chủ. Thời gian như nước chảy mất, vĩnh hằng kiếm chủ suốt đời tại tần trần trong đầu thả về, không hề nghi ngờ. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ tại từng trải phía trên là tần trần không cách nào so sánh, mà tần trần thiếu khuyết đúng là từng trải, cũng không đủ từng trải, kiếm đạo liền không cách nào viên mãn, không cách nào tiến hơn một bước, cái này cùng thiên phú không liên quan, cùng mộ tính không liên quan, thuần túy là một loại tâm hồn viên mãn. Đây cũng là tần trần sau để chiến đấu trong, rất ít khi dùng kiếm duyên cỡ, bởi vì quyền ý, thần thông dễ dàng nắm giữ, nhưng chân chính kiếm đạo cảnh giới, chỉ có thời gian đến mài. Hiện nay, Vĩnh Hằng kiếm chủ kiếm đạo kinh nghiệm bổ khuyết tần trần tại từng trải bầu trời bạch, trong lòng chỗ sâu giường như có tiếng vỡ vụn âm vang lên, vô thượng kiếm đạo gieo hò hoan hô, giống như có thân tự do. Vĩnh hằng kiếm chủ suốt đời, đều hiến dâng tại kiếm đạo trên, hiện nay, để cho tần trần kiếm đạo có viên mãn. Đây chính là kiếm đạo, thì ra là thế. Tần trần có thể cảm thụ được, trước mắt mình kiếm đạo thế giới, xuất hiện một cái con đường thanh thang. Từ hôm nay trở đi, ta mạnh nhất, chính là kiếm. Tần trần yên lặng nói, đáng tiếc, vô danh kiếm điển tuy là dung nhập gan, có thể tần trần ngũ bí, vẫn còn có tỷ tảng không có bị mở ra, không cách nào bước vào thiên thánh cảnh giới. Bình thường địa thánh mở ra ngũ bí, đột phá thiên thánh, hoàn toàn không cần phiền phức như vậy, bất kỳ cái gì lực lượng, đều, đều đủ để kích hoạt ngũ bí, chỉ cần cảm mộ đến, cảnh giới đến, lại. Có thể tần trần, mặt khác bốn bí trong đều dung nhập cấp thánh chủ ở trên trí bảo, vì vậy hắn tỷ tạng cũng nhất định phải dung nhập cùng đẳng cấp trí bảo mới có thể nhất cử đột phá trở thành thiên thánh cường giả. Thiếu một thứ cũng không được, vù vù, mà lúc này, cách đó không xa, cửu vĩ tiên hồ chỗ, từ từ đột nhiên mở mắt. Ung ung, khí tức đáng sợ, từ trên người tư tư thoáng cái tịch quyển ra, mình mông thiên thánh quy tắc, như là vô số thất luyện, vây quanh tư tư, tư tư trên thân, một đầu cửu vĩ tiên hồ lưu chuyển, tràn ngập thần thánh khí tức. Thiên thánh, tư tư dĩ nhiên tại đột phá thiên thánh, so sánh tần trần, tư tư đột phá dễ dàng hơn nhiều, cửu vĩ tiên hồ chính là đỉnh phong thánh chủ nhân vật, nàng kinh nghiệm, nàng truyền thừa, cùng thiên sinh mỹ thể tư tư, hoàn mỹ dung hợp, lập tức để cho tư tư tu vi, có trước đó chưa từng có biến hóa. Âm, um, nhưng vào lúc này, nhất đạo kinh khủng hỗn độn khí hơi thở đánh tới, là bá đạo nam tử pho tượng thôi động thổ bình, vậy mà hướng về phía tư tư xuất thủ. Vĩnh Hằng, Quỳnh Tiên, hai người các ngươi xem, không có đạt thành. Minh mông lực lượng, lợi dụng khi tư tư ở đột phá thiên thánh cảnh giới thời điểm, vậy mà thi triển ra đánh lén. Chỉ cần giết chết tư tư, như vậy vĩnh hằng kiếm chủ cùng cửu vĩ tiên hồ kế hoạch cũng sẽ bị phá hoại thất bại trong gang tắc hoang thần chi chủ người mơ tưởng âm ầm vĩnh hằng kiếm chủ cùng cửu vĩ tiên hồ hư ảnh đồng thời phóng lên cao cùng hoang thần chi chủ ý chí giao đánh nhau chương 2778 thôn thiên bình cũng chỉ phải đưa các ngươi ra đi hoang thần chi chủ mở miệng thanh âm bá đạo tràn ngập kinh khủng thánh uy để cho người ta chỉ cảm thấy gan dạ đều có thể nát vụn đại ca dừng tay đi Người tàn hại sinh linh, chỉ cần ngươi buông tha đây hết thảy, để cho hai người này rời khỏi, hết thảy đều tốt thương lượng. Vĩnh Hằng kiếm chủ nói, Vĩnh Hằng, người thật đúng là coi mình vẫn là thánh chủ sao? Không, người chỉ là nhất đạo tàn hồn, hoang thần chi chủ cười nhạt, chủ động xuất thủ, một tay nhấn ra, hóa thành một che khuất bầu trời ma bàn, hướng về Vĩnh Hằng kiếm chủ trấn áp tới. Này ma bàn hiện lên lấy một cái phù văn cổ xưa, siêu việt quy tắc độ cao, giống như tại bóc khai thiên địa chân lý. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai, huynh đệ chúng ta, vì sao phải muốn đi đến một bước này đây? Vĩnh hằng kiếm chủ thở dài, huy động vô hình kiếm quang đón nhận. Âm, um, âm, um, âm, um, hai đại cái thế thánh chủ khai chiến, này thật đáng sợ, mặc dù chỉ là hai đạo tàn hồn, nhưng hư không đều bị sinh sinh xé rách, giống như hồng hoang ngày tận thế liền tới gặp. Thôn thiên bình, hoang thần chi chủ quát lạnh, đỉnh đầu thổ bình thức khắc nở rộ hỗn độn khí hơi thở, đem vĩnh hằng kiếm chủ ngăn trở, hai mắt nhìn thẳng tần trần cùng tư tư, chỉ là hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú, để tần trần cảm giác ra thịt đều có thể nổ tung. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp, tần trần thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, tức khắc, kinh khủng không gian chi lực bao phủ, che phủ lên này một vùng không gian. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp chính là đỉnh cấp không gian trí bảo, không sợ hoang thần chi chủ ánh mắt. Hả, đây là cái gì không gian bảo vật, ít nhất là thánh chủ bảo vật, lại có thể chống đỡ tạo uy áp. Hừ, Hoàng thần chi chủ hừ lạnh một tiếng, một tay lộ ra, trong nháy mắt sẽ đến tần trần trước mặt, có ngôi sao thật lớn, muốn đem tần trần tính cả càn khôn tạo hóa ngọc điệp sinh sinh cầm bắt mà tới. Đại ca, người tại sao phải phản bội chúng ta đây? Cửu vĩ tiên hồ quỳnh tiên trở đánh trở lại, đầy trời đuôi dài đong đưa, tạo thành một thế giới thủ hộ. ầm, um, nàng ngăn lại hoang thần chi chủ công kích, thật sự cho rằng không làm gì được các ngươi sao. Hoang thần chi chủ động chân nộ, vù vù, đột nhiên, toàn bộ tế đàn bắt đầu phát quang, một cổ kinh khủng thôn vệ khí tức oanh nhiễu ra, che khuất bầu trời. Tức khắc, Tần Trần cảm giác trong cơ thể mình tinh huyết muốn ly thể ra, trở thành tế đàn dưỡng phân, trở thành hoang thần chi chủ lực lượng nguyên tuyền. Đồng thời, chính ở đột phá Trần Tư Tư cũng lộ ra vẻ thống khổ. Dừng tay, Vĩnh Hằng kiếm chủ gào thét, hắn huy kiếm, nhất đạo hào quang chói mắt, thiên địa giữa liền chỉ còn dư lại nồng rách kiếm khí, phảng phất một cái đế vương du lịch, tất cả mọi người chỉ có quỳ xuống đất triều bái phần vô tận kiếm khí vĩnh hằng, xuyên thấu tuế nguyệt, vĩnh hằng tồn tại. Vĩnh hằng kiếm ý, thế nhưng hoang thần chi chủ không sợ, hắn ngưng quyền đón chào, bành bành bành, kiếm quang cùng quyền khí va chạm, kinh diệu ức giảm. Hắn là hoang thần chi thể, lực phòng ngự cái thế kinh người, cùng cấp bậc vô địch, liền đáng sợ nhất vĩnh hằng kiếm ý, đều không cách nào xé rách hắn phòng ngự. Song phương đụng nhau, chỉ thấy vĩnh hằng kiếm chủ trên thân khí tức càng ngày càng yếu. Hắn trao mày, hiện tại hắn, chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn, tu vi ngã quá lợi hại, tại tế đàn này cùng thôn thiên bình làm hao mòn phía dưới, hắn căn bản kiên trì không bao lâu. Vĩnh Hằng, cửu vĩ tiên hồ cũng lo lắng nói, trong con người xinh đẹp có lo nghĩ. Dù sao, bọn họ chỉ còn nhất đạo tàn hồn, cứ theo đàn này, một khi tàn hồn tiêu tán, bọn họ đem căn bản ngăn cản không hoang thần chi chủ. Vĩnh Hằng, Quỳnh Tiên, khổ như thế chứ? Hoang thần chi chủ lạnh lùng nói nói, năm đó, các ngươi ngăn cản ta, như thế nào ngoan ngoãn hoàn thành ta đại nghiệp, bản tọa chỉ sợ sớm đã thành tựu trí cao, cứu vớt thiên giới. Nói lời vô ích gì, đến chiến, vĩnh hằng kiếm chủ chiến ý như nồng nhiệt, hắn và Quỳnh Tiên lưu thủ nơi này trăm triệu năm, chính là vì ngăn cản hoang thần chi chủ, giờ này khắc này, hắn chỉ có oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận hào hùng, dù cho thiêu đốt bản thân, cũng không oán không hối. Hoang thần chi chủ không nói gì, chỉ là thôi động đỉnh đầu thôn thiên bình, có tuế nguyệt hồng hoang ý cảnh lưu truyền. Nguyên bản ta còn muốn lưu hai người các ngươi nhất đạo ý chí, nhưng hôm nay, chỉ có thể triệt để đem bọn ngươi hủy diệt, chỉ có hủy diệt luyện hóa các ngươi, bản tọa mới có thể càng mạnh. hoang thần chi chủ lành lạnh nói ra, vĩnh hằng kiếm chủ cùng cửu vĩ tiên hồ đều là nộ phát tận trời, nghĩ không ra hoang thần chi chủ loại thời điểm này, còn một mực không chịu giác ngộ. Nhưng mà, hai người bọn họ liên thủ, cũng không cách nào ngăn cản hoang thần chi chủ, trăm triệu năm tuế nguyệt, hoang thần chi chủ so với bọn hắn khôi phục nhiều hơn, bọn họ đã toàn lực ứng phó, thế nhưng, hoang thần chi chủ thao túng tế đàn, có thôn thiên bình, bọn họ như thế nào địch nổi đây? Trước đem hai người bọn họ đưa ra ngoài, Vĩnh Hằng kiếm chủ nói ra, trước phải đem Tần Trần cùng Trần Tư Tư đưa ra nơi này. Ngây thơ, các người đưa xong sao? Thế nhưng, hoang thần chi chủ cũng là cười nhạt, trên tế đàn tỏa ra sương mù hỗn độn khí hơi thở, phong tỏa vùng thế giới này, căn bản không cho Vĩnh Hằng kiếm chủ đưa đi Tần Trần cùng Trần Tư Tư cơ hội. Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên ánh mắt tuyệt vọng, bọn họ suốt đời tung hoành, cái gì tình hình nguy hiểm, tuyệt cảnh chưa bao giờ gặp chính là trước đây hoang thần chi chủ thiết kế thôn vệ bọn họ bước ngoặt nguy hiểm cũng bị bọn họ hóa giải đem đối phương âm mưu hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng mà hiện tại bọn họ là thật không có đường lui trăm triệu năm nỗ lực đến cuối cùng cư nhiên vẫn là công dã tràng cần kết thúc hoang thần chi chủ bá đạo ra tôn giả khí thức bao phủ phảng phất chạm tới vô địch cảnh giới ầm uhm, đúng lúc này tần trần giết đi lên cầm trong tay thần bí kiếm dĩ hung hãn chém tới hắn thôi động lực lượng linh hồn, dẫn động thần bí kiếm dị lực, tức khắc, thần bí kiếm dị lên đường đạo khí tức âm lãnh tăng vọt, cuồng bạo chém tới. Hả, Hà, Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên đồng thời hướng về Tần Trần nhìn sang, cảm thấy hắn lúc này trạng thái có một ít không bình thường. Lúc này Tần Trần, khí tức toàn thân cuồng bạo, hai mắt huyết hồng, điên cuồng vô cùng. Thần bí kia kiếm dị trong, phảng phất có vật gì muốn sống lại tựa như. Đúng thế, vị đại nhân kia khí tức Vĩnh Hằng kiếm chủ dung một cái, kinh khủng kiếm gì đâm tới, hoang thần chi chủ hư lạnh, tần trần trên thân khí thức tuy là biến phải hết sức quỷ dị, nhưng trong mắt hắn y nguyên cùng đống cận bả không có gì khác biệt, sở dĩ, hắn giơ tay liền chiều tần trần chộp tới. Phốc suy, có thể lập tức, hoang thần chi chủ vừa kinh vừa sợ, tần trần một kiếm này, vậy mà đã thương hắn, bàn tay hắn, lại bị bổ ra một vết nứt, trong mơ hồ, phảng phất sẽ tiêu tán. Đây là lực lượng gì? Hoang thần chi chủ khó có thể tin, tuy là hắn chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn, cũng không có làm năm vô thượng chân thân, là lấy ý thức lực lượng lại chiến đấu, nhưng cũng không phải bị tần trần một cái như vậy đống cặn bả đả thương. Là thần bí này kiếm trong tản mát đi ra lực lượng. Hoàng thần chi chủ nhìn chằm chằm tần trần trong tay thần bí kiếm gì, chứng kiến tần trần lần thứ hai bổ ra, tức khắc thôi động đỉnh đầu thổ bình. Âm, um, thổ bình trong, hỗn độn khí hơi thở oanh nhiễu, vậy mà ngăn trở thần bí kiếm gì khí tức. Hào tiểu tử, vậy mà có thể thương tổn được ta, không hổ là ta nhìn chúng thân thể. Hoàng thần chi chủ dùng thôn thiên bình chấn động tần trần, sau đó, đại thủ hướng tần trần cầm bắt mà tới. Dừng tay, vĩnh hằng kiếm chủ cùng quỳnh tiên kinh sở tiến lên ngăn cản, thế nhưng hoang thần chi chủ thôi động tế đàn, lập tức chấn áp hai người, đồng thời hắn đại thủ, dĩ nhiên bắt lại tần trần. chương 2779, người có biện pháp. Bộ thân thể này, bản tọa muốn, hoang thần chi chủ cười nhạt, một cổ đáng sợ ý thức trùng kích, trực tiếp bạo dũng ra, đỉnh phong cấp thánh chủ uy áp, trong nháy mắt xông vào tần trần đầu, sẽ đem tần trần linh hồn mẫn diệt, chiếm hắn thân thể. Vù vù, tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, tần trần trong đầu, một quyển thần bí cổ thư xuất hiện, cổ thư nở rộ hào quang óng ánh, toát ra vạn giới vĩnh hằng lực lượng. a à, đây là cái gì? Cổ thư lực lượng phía dưới, hoang thần chủ ý thức, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ngay vào lúc này, bạn đang nghe chuyện trên o, -O com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ nguyên bản ánh mắt đần độn tần trần trong tròng mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh mang càn khôn tạo hóa ngọc điệp tần trần chợt thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp diễn hóa suốt một cái vô tận hắc động trong hắc động một cổ kinh khủng hắc ám khí thức dũng động ra phảng phất có cái gì quái vật kinh khủng muốn từ hư không vô tận bên trong đi ra cái đó là vĩnh hằng kiếm chủ cùng quỳnh tiên đều khiếp sợ nhìn sang chỉ cảm thấy hư không vô tận trong khí tức để cho bọn họ đều rung động sau một khắc ầm vô số xúc tua theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong bạo dũng ra, từng chiếc màu đen xúc tua, điên cuồng khiêu vũ, chợt tịch quyển hướng hoang thần chi chủ tàn hồn. Là vạn giới ma thụ, vạn giới ma thụ, đặc biệt khắc chế linh hồn, có thể thôn vệ vạn vật, trước đây có thể thôn vệ diêm la thánh chủ tàn hồn, dĩ nhiên là có thể thôn vệ hoang thần chi chủ tàn hồn, vô số xúc tua cuốn tới. Hoang thần chi chủ trong lòng tức khắc dũng động lên một chút mãnh liệt sợ hãi và nguy cơ. Thánh chủ nhân vật, cảm nhận nhạy cảm, hắn trong nháy mắt hiểu được, trước mắt này bóng đêm vô tận xúc tua tuyệt đối có khả năng đả thương hắn kinh sợ bên trong hắn điên cuồng né tránh đồng thời sẽ thôi động thôn thiên bình ngăn cản này vô tận xúc tay bao bọc thời gian bổn nguyên tần trần như thế nào lại cho hắn cơ hội này hắn đã sớm dự liệu được đây hết thảy trong nháy mắt liền thôi động trong đầu thời gian bổn nguyên vù vù phảng phất dứa có thể là trong nháy mắt cũng có thể là một phần vạn cái sát na thiên giới thời gian đột nhiên tạm dừng một chút mà như vậy trong nháy mắt cũng đã đầy đủ. Hô, vạn giới ma thụ vô tận xúc tua, trong nháy mắt đem hoang thần chi chủ tàn hồn, bao vây ở chính giữa. a à, hoang thần chi chủ bị vây vạn giới ma thụ trong, tức khắc thống khổ gào thét, hắn tàn hồn bị vạn giới ma thụ trói buộc chặt, tức giận dẫy ruộng, muốn muốn xông ra vạn giới ma thụ ràng buộc, nhưng là vô dụng, tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp cùng vạn giới ma thụ song trọng ràng buộc phía dưới, hoang thần chi chủ tàn hồn căn bản là không có cách tránh thoát. Thu, Tần Trần thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp cùng vạn giới ma thụ, oanh, vô tận lực lượng, đem hoang thần chi chủ tàn hồn trong nháy mắt thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. A, à, tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, hoang thần chi chủ tàn hồn, càng không cách nào nhấc lên cuộn sóng, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hấp hối, chỉ còn dư lại một điểm tàn hồn linh quang. Thế nhưng điểm này tàn hồn linh quang, lại là khó khăn nhất ma diệt, Tần Trần cũng không nóng nảy, thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tuế nguyệt chi lực tính cả vạn giới ma thủ cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp, đem này hoang thần chi chủ sau cùng một chút tàn hồn, triệt để chấn áp tại vô tấn tuế nguyệt bên trong, cùng diêm la thánh chủ tàn hồn cùng nhau, bị giam cầm tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp chỗ sâu. Vù vù, bên ngoài, mất đi hoang thần chi chủ khống chế, thôn thiên bình cùng tế đàn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Chuyện này, cách đó không xa, vĩnh hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên nhìn một màn này, đã hoàn toàn mộng xuống. Trước đó, bọn họ vẫn còn ở tuyệt vọng, không biết nên làm sao bây giờ, có thể trong chớp mắt, nguy cơ giải trừ, tần Trần dựa vào lực một người, trấn áp Hoang Thần chi chủ, loại này mãnh liệt trái ngược, để cho bọn họ quả thực muốn điên. Đây chính là Hoang Thần chi chủ, đỉnh phong thánh chủ, dĩ nhiên dò xét đến một chút tôn giả cảnh giới thiên giới cường giả cấp cao nhất, coi như là chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn, y nguyên vô cùng kinh khủng, nhất nhiệm diệt thế giới, đơn giản thì có khả năng mẫn diệt một tên thiên thánh linh hồn. Nhưng còn bây giờ thì sao? vĩnh hằng kiếm chủ cùng quỳnh tiên kém điểm cho là bản thân hoa mắt hai vị tiền bối hiện tại nguy cơ giải trừ đã không có việc gì hai vị tiền bối rất không cần phải thiêu đốt tàn hồn tần trần thở ra một hơi nói ra lần này so với lúc trước diêm la bí cảnh trong thu phục vạn giới ma thụ một lần kia càng thêm hung hiểm thời khắc mấu chốt vẫn là cổ thư phát huy trấn nhiếp hoang thần chủ ý thức trùng kích bằng không chỉ là một kích kia tần trần linh hồn thì muốn phá diệt như vậy vạn giới ma thụ đều không có cơ hội thi triển nhưng cuối cùng Tần Trần vẫn là đánh cuộc thắng. Há, nha, vĩnh hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên còn có chút sướng sờ, một lát mới hồi phục tinh thần lại, có một ít sợ hãi nói, người ban nãy thi triển ra vô số xúc tua, là cái gì? Tựa hồ có chút như là ma tộc lực lượng, vĩnh hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên trong lòng đều là dùng mình, nếu như Tần Trần là ma tộc. Hai vị tiền bối, thật là ma tộc một món bảo vật, bất quá, ma tộc bảo vật đã bị vãn bối tế luyện, với lại, vãn bối là chính gốc nhân tộc huyết mạch xin thỉnh hai vị tiền bối không cần lo lắng tần trần biết bọn họ đang lo lắng cái gì lập tức giải thích vĩnh hằng kiếm chủ cùng quỳnh tiên lúc này mới thở ra một hơi thật dài thật bọn họ cũng có thể nhìn ra tần trần là chân chính nhân tộc ngược lại trần tư tư có một ít quỷ dị rõ ràng là nhân tộc huyết mạch lại tựa hồ như nắm giữ một loại đáng sợ ma đạo quy tắc bất quá lúc trước trường hợp bọn họ căn bản không có lựa chọn khác nhìn lại thiên hà sóng sau đè sóng trước Hai chúng ta, thật là già. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ cùng Quỳnh Tiên liếc nhau, đều là lộ ra cười khổ, bất quá, điều này cũng làm cho bọn họ vô cùng vui mừng, ít nhất, nguy cơ giải trừ, mà hai người bọn họ cũng có thể bình yên rời đi. Hai người liếc nhau, ôm nhau cùng một chỗ, lẫn nhau mặt mỉm cười, trên thân tàn hồn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt hiển nhưng đã nhanh muốn đi vào hóa đạo trạng thái, cùng thiên giới quy tắc hòa làm một thể. Từ đó, trên thế giới này triệt để biến mất, nhưng trong lòng hai người lại không có bất kỳ oán hận có chỉ là có thể cùng một chỗ vui mừng. Hai vị tiền bối, có lẽ vãn bối có biện pháp có thể để cho hai vị tàn hồn tiếp tục sống tiếp. Tần Trần đột nhiên nói, người có biện pháp, vĩnh hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên sừng sốt. Tần Trần gật đầu, theo hắn, càn khôn tạo hóa Ngọc Điệp có thể lưu lại hoang thần chi chủ cùng Diêm La Thánh chủ tàn hồn, tự nhiên cũng có thể lưu lại vĩnh hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên tàn hồn. Tại tuế nguyệt chi lực xuống, có thể bảo đảm hai người tàn hồn lực lượng không hề trôi qua, nhưng cũng chỉ là mà thôi, muốn trị liệu này tàn hồn, lấy tần trần thực lực bây giờ, còn vạn không cách nào làm đến. Ngươi là nói, người ban nãy vây khốn hoang thần chi chủ dĩ nhiên là một cái tiểu thế giới bảo vật, ở đó bảo vật trong, có cường đại tuế nguyệt chi lực, có thể cho chúng ta tàn hồn tiếp tục ngủ say đi, không sẽ vẫn lạc. Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên lay động, bị tần trần nói cho triệt để kinh sợ, rất lâu, hai người mới hồi phục tinh thần lại, liếc nhau sau, nhưng lại đều nở nụ cười khổ, còn không tất, cùng như vậy kéo dài hơi tàn, rơi vào trạng thái ngủ say, ta và Quỳnh Tiên còn không bằng chết chung, hôm nay hai chúng ta như là đã hoàn thành tâm nguyện, hắn đều không có gì lưu ý. Vĩnh Hằng kiếm chủ xem rất mở,